xong lại quên nữa. Lên lấy cái ớt bồ mày đi, sạc hình như ba mày xảy dưới đất. Ớt bồ xảy dưới đất đúng không Tài? Bồ xảy đất đúng không? Dạ yeah. Bỏ vô đây này, đẩy qua đây này nè, còn không để ớt bồ xảy dưới đất hả? Chắc con bé nó cầm nhá. Kaki cái thùng đinh lên nó chiên chiên vô nó lộn xộn mà dễ lai. Đưa thùng đinh lên không chị ạ? Kaki lên không chị ạ? Trời ơi vô duyên. Đang like mở like rồi mà nói cái gì vậy mà tùm xàm vậy trời. Hello. Em đâu biết chị chốt bộ móng tay nào đâu, bữa em live em đâu thấy chị chốt đâu. Chốt bộ móng tay nào thì comment chứ chị không có comment thì em đâu biết là chị chốt bộ nào. Hello hello lên đi mọi người ơi, nói chung đồ nam lâu lâu nó có shop nam mọi người tranh thủ mua nha. Rồi em lên nha mọi người, ít sơ mi em tặng đầu like nha mọi người, chia sẻ like đi. Sơ mi nó có tay ngắn tay dài luôn nha mọi người. Em hẹn với mọi người là nhiêu 8 giờ mấy em lên mà cuối cùng cái là hôm nay gần tới giờ cái luôn bung. Giờ chấm chấm bài em chia sẻ like em có quần kaki, nói chung là nó đầy đủ, nó không thiếu gì đâu nha mọi người nha. Đầy đủ. Cái gì bỏ rơi ra đây trời, này nó cũng ngéo gì chị. Mọi người thích em lên cái gì trước mọi comment nha. Nói chung là đầy đủ không thiếu cái gì chưa, mình nên là mọi người thích lên cái gì thì comment nha em lên. Do hàng shop thì nó đầy đủ.
Nó thùng áo sơ mi, quần tây, quần jean, quần kaki đầy đủ nha mọi người nha. Lên thứ ít nha mọi người. Coi cái màu nào thì trùng mẫu á, cái vô nó soạn ra nó soạn. Em coi thấy cái nào trùng mẫu em tặng đầu like mọi người ha. Và chia sẻ like với em đi mọi người ơi. Chia sẻ like với em nha, em coi cái nào trùng mẫu em tặng. Rồi sơ mi. Nói chung là nó cũng bán mấy trăm ngàn cái chứ nó rẻ đâu nha mọi người. Sơ mi này nó bán 280 hay 200 mấy đây nè. Em tặng cho mọi người đầu like 35 ngàn đi. Đầu like em tặng 35 cho em có mấy con. Tặng hết cho mọi người 35 ngàn 5-6 con vậy đó. Bởi vậy em mới nói là để đi đơn trừ ra đó. Nhưng mà bây giờ đâu có thấy chị comment đâu, đâu có thấy chị chốt bộ móng tay gì đâu, sao em biết được. Thì nó đã rep cho chị rồi thì bây giờ là chị chốt đủ đơn thì bên em đi đơn thôi. Trời ơi xình đét luôn. 200 mấy cái em chốt 35k sốc tới nóc luôn. Rồi 35k đầu like nha, chia sẻ like mà em nha mọi người. Chia sẻ like đi, đầu like em tặng luôn 35.000, con này treo nó hơi bụi cái này xíu dày giặt đi ha. Rồi em tặng 35.000 đầu like ha. Nói chung là bán 200 mấy con thôi. Ai đã mua shop Nam, nói chung là Nam bên em là hàng shop chứ không phải là hàng chợ. Nhân nên là mọi người yên tâm. 35k nha mọi người. Chia sẻ like thì em lên 35.000. Ôi tiếng án không đã chứ mà, xe to không nè. Đó, như con nào mà treo nó có bụi bụi chút xíu mọi người giặt sơ giùm em, chứ hàng shop thì treo nó phải bụi nha mọi người. Nhưng mấy con này nó màu xám trắng nữa, treo nó bụi. Bụi về giặt sơ giùm em chút có 35 ngàn thôi, size to nè. Mấy này size to nè. 35k con này nó có 3 size, 4 size vậy nè. Vải rất là xịn. 35 ngàn, trời ơi, nó có size to, size 4XL này chắc 75kg luôn. 75-80kg thôi. Nó hơi bụi bụi tí xíu à. Không ảnh hưởng gì đâu. Bé dưới đất thì ở đâu vậy con? Trời ơi, tin nhắn không đãi ghê luôn á. Nữ chắc ngày mai quá à, Xuân Nương ơi. Nói chung ai muốn like nữ thì em chen em like cho. Nói chung là có nam có nữ nha. Ai muốn like nữ em chen vô nhanh nè. Tay dài luôn tặng luôn 35k nè. Cái dài luôn tặng luôn 35k, nó có nhiều màu ha mọi người ha. Có nhiều màu, em đọc size nha mọi người, chia sẻ like em đọc cái size cho mọi người chốt luôn nha. Em đọc luôn cái size cho mọi người chốt luôn. Nè mấy ba cái hồi này bỏ vô lại. Con này bị kêu nó bị ái vai nè. Rồi con này tay dài nè mọi người. Rồi con tay dài này size số 2XL và 1X và 2X nha mọi người nha. 1XL này là cỡ khoảng 60kg quay đầu cho em ha. Còn 2XL 65kg cho em ha mọi người ha. Rồi 2XL là 65kg nha. Rồi cái này em chúc 35k kèm size giùm em nha. Chia sẻ like giùm em với mọi người ha. Nè đẹp như thế này nè. Nói chung ai mua cái đồ nam này bên em là biết rồi. Nói chung là đồ nam thì nó đa, nó kiểu như nó y chang như vậy thôi. Chứ nó cũng kiểu như là shop nào ấy thì nó đa dạng, nó nhiều mẫu hơn tí. Nhưng mà đợt trước em đã có ôm cái shop này là nó cũng có loại hàng như thế này rồi ha. Em bán 75 ngàn đó. Còn hôm nay đầu là em tặng 35k thôi ha. Rồi con này là tay dài 1X và 2XL dùm em. Lên 35k dùm em nha mọi nha. 35k dùm em. 1XL và 2XL dùm em 35 ngàn. Rồi comment mã 1 X và 2 trên lời dùm em 35k nhanh tay dùm em nha. 35k dùm em. Ai không sẽ like là lên 49k dùm em nha. Rồi Thái Khánh Đoan chia sẻ nè, Nguyễn Xuân Trang chia sẻ nè, Văn Thị chia sẻ, Lương Dinh chia sẻ, mới bốn bạn chia sẻ cái gì ta. 2XL, Anna Phạm chia sẻ like đi, không chia sẻ like lên 49k đi, Anna Phạm chưa thấy chia sẻ like nè. Không chia sẻ like lên 49 nha, số 1 X cho Nguyễn Xuân Trang. Nó có trên cái vai á, trên cái cổ á, cổ ở đây nè. Cổ trên này nè.
thấy chưa? Rồi em còn xa 2XL nha mọi người, em còn xa 2XL nha. Ai chốt 2XL là 2XL giùm em 35k nha. Ai không chia sẻ lên 49k cho em nha. Cái này nếu mà em bán là 75.000. Nói chung cái hàng áo sơ mi mà hàng shop là bán 75.000 đồng giá đó. Nhưng mà cái này là em tặng đầu like nha. Còn mà bạn nào không chia sẻ được thì cũng là em chốt cho mọi người giá đó là cũng là giá tặng luôn nha mọi người nha. Rồi con này là tay ngắn nè mọi người nè. Size này để tới 3XL quá. Cái này size nó để 3XL nhưng mà em nghĩ cũng cỡ khoảng đó thôi, 60 cho tới 70kg ha. Cái này 60 cho tới 70kg tùy theo chiều cao, còn thấp người 65kg quay đầu cho em nha mọi người nha. Rồi con này cho em nè, ai chúc mã này lên mã tay ngắn giùm em nè. Rồi lên tay ngắn 35k giùm em, mã tay ngắn 35k. Anna Phạm không chia sẻ like cộng thêm 15.000 đi nha Anna Phạm ơi. Anna Phạm chưa thấy chia sẻ like nè. Chưa thấy chia sẻ like lần nào luôn nha. Chưa chia sẻ like là cộng thêm tiền cho em nha. Cái này là ưu tiên những bạn chia sẻ like, còn không chia sẻ like không chốt giá 35.000 đâu nha mọi người. Ở đâu ra mà hàng shop mà 35k nó thua hàng chợ nữa. Bây giờ mua hàng chợ cũng đã có 100.000 rồi đó. Cái này hàng shop cho em nha mọi người nha. Chất là em bao cho mọi người ha. Chất xịn như thế này nè. Ai không chia sẻ like cộng thêm 15k giùm em nha. Con này size 4XL nè. Đó con này là to như thế này. Con này chắc cỡ khoảng 75kg quá. 4XL này 75kg mà nếu cao thì 80kg luôn nha mọi người nha. Ai cao thì 80kg quay đầu cho em nha. Rồi lên mã 4XL giùm em ha. 4XL giùm em. Ai chốt 4X lên 4X giùm em nha. Rồi con này con xám giùm em nè mọi người nè. Ai chốt xám lên xám giùm em. Rồi lên mã đó giùm em là mã 1 đi. Lên mã 1 giùm em nha. Trên hệ thống máy vi tính nó không có hiện lên một lần nào luôn á. Trên hệ thống máy vi tính nó không hiện lên một lần nào. Quan trọng chia sẻ vô nhóm mà nhóm công khai nha. Còn nhóm công không công khai là bây giờ chia sẻ vô nó không duyệt thì cũng như không. Không, bà xa gì á, bà gì ta, bà xa gì bữa qua có cái đơn của xa gì đó mà quăng vô đó luôn hả voi. Bà xa đó nói là chờ chuyển khoản cọc á, rồi bà kêu sáng sớm mai bà kêu con bà chuyển cho đó, rồi hôm bữa một lần rồi bữa nay tiếp tục một lần nữa. Cái bà này ngộ ghê á, không chốt thì thôi đừng có chốt đi, chốt đã rồi cái bữa qua nói xong rồi nói ngày nay em lu bu em cũng đâu có nhớ đâu, bây giờ lên live mới nhớ bà kêu mai bà cọc. Sa Nguyễn á, ý là cái đơn là thảy ra kia chờ cọc kìa hay là quăng vô kia hết luôn rồi. Để đó xả đơn ngoài ra đừng cho bà chốt nữa. Bà này mắc cười ghê luôn á, đã nói trên like rồi chịu về chốt còn chịu thôi. Đâu ai bắt mình chốt đâu. Không có thấy chụp qua đâu hết trơn á nha. Chưa thấy chụp qua đâu hết trơn á. 80kg bận dừa nha chị Thương Hồ Thị Minh ơi. 80kg bận dừa. Tám mươi ký là bọn dừa đó. Ở đây mới thấy có năm bạn chia sẻ like à. Đây nè, bên em nó là chút đơn mà hệ thống mới uy tín mà. Đây nè, chia sẻ like nó hiện lên hết mới có năm bạn thôi. Càng ngày càng tuột, càng ngày càng tuột nè. Năm bạn nè, chị Khánh Đoan nè, Nguyễn Xuân Trang nè, Phan Thị nè, Nương Dinh nè, với Thương Hồi nè. Đó, chỉ có năm bạn. Ai muốn lên thì comment cho em nha, em lên luôn nha. Chị Văn Lê chưa chia sẻ like cộng 15k vô cho em đi chị Văn Lê. Ai không chia sẻ like comment cộng 15k vô cho em nha mọi người nha. Cộng 15k nữa là cũng đã rẻ được 25k rồi nha mọi người. Em bán 75k đó chứ không có rẻ đâu nha. 200 mấy chục ngàn một con như thế này chứ nó không có rẻ đâu. Rồi chốt rồi lên đâu còn chốt hôm qua mẫu nha. Dạo này mọi người chia sẻ, mọi người không có chia sẻ. Rồi lên 4XL giùm em nha. Không chia sẻ like comment giùm em 49k nhanh tay giùm em nha. Không chia sẻ like comment 49k giùm em á, có hai con. Rồi lên 49k đi chị Thương Hồ Thị Minh nè, lên 49k cho em nè, chị Văn Lê chốt lên 49k luôn nha. Không có áo gì 49.000 đâu mọi người, ra chợ mua thử giá bao nhiêu rồi ha. Ra chợ mua thử giá bao nhiêu rồi, một con áo như thế này thì giá bao nhiêu hả mọi người ha. Nếu mà ai mà xài rành thì cứ ra chợ mua thử cái giá như thế nào. Em bán là quá rẻ luôn. Rồi con này size của nó là 70kg quay đầu cho em nè. Con xanh này 70kg quay đầu. Cái này bên ngoài nó còn đẹp hơn bên trong nữa đó. Thật sự mọi người luôn ha. Rồi nhanh tay lên xanh dùm em 49k dùm em 70kg quay đầu. Mã xanh 49.000. Rồi mã xanh dùm em 49k. Mã xanh ai chút xanh lên xanh nha. Nó để 3XL lượng đó mọi người. Hàng này chắc phải rất là mịn luôn ha. Rồi xanh dùm em 49k mã xanh.
xanh 49k dùm em. Cà hào 2 lít nha. Chị Khánh ơi, em thấy chia sẻ rồi nè mà không thấy chị comment nè. Không có đâu, trên mấy uy tín thì chia sẻ lên nó hiện lên chứ. Không chia sẻ nó mới không hiện thôi, còn chia sẻ là nó hiện lên hết ha. Chị Khánh Đoan xám tay ngắn M, không có size M, 60kg. Không có size M, cái đó không có hai con size to à. Cái đó đâu có nhỏ đâu, Khánh Đoan ơi, không có nhỏ. Anna Phạm cho nó cặp chưa vậy? Nhìn ở trong đó Anna Phạm cặp chưa? Ai không cặp em không chốt đơn đâu nha mọi người nha. Anna Phạm nó cặp chưa? Trời ơi, mấy con này đã đẹp giả man luôn á. Ai mà đã xài mấy con hàng Hollister này rồi biết nha. Thường xuyên mua cho chồng mình là biết nha. Con này size to nha mọi người. Con này size tới 3XL. Con này size từ khoảng 75 cho tới 90kg bọn ok dùm em nha. 75 cho tới 90kg bọn ok dùm em nha. Không đẹp em trả tiền lại cho ha. Rồi 70k dùm em, mã này mã caro dùm em 70. Size 3XL nha mọi người. Từ khoảng 75 cho tới 90kg bọn ok dùm em nha. Ai đã xài hàng Hollister này thì hả, đã mua cho chồng mình rồi là biết nha. Hàng này đã trung hàng xuất hàng hẳn dùm em nha, xịn đét luôn ha. Rồi lên đây dùm em 70k dùm em, mã này mã caro 70. Caro dùm em 70k, mã caro 75 cho tới 90kg bọn ok dùm em nha. 75 90 kg ta đó, từ 75 cho tới 90 kg giùm em ha, 70k giùm em ha. Trời ơi nó đẹp nè. Đẹp lắm luôn mọi người. Rồi lên mã này giùm em là mã nâu, chút nâu lên nâu giùm em nè. Hàng hãng nha. Akuba đó, Akuba này hôm bữa đợt trước em có like đó mọi người, ai đã chốt được cái hàng hãng này chưa nè. Akuba này là đợt hãng em có ôm cái shop ở Sài Gòn á. Em có like cho mọi người rồi đó, ai mà chốt cái hàng Akuba này là biết nha. Akuba này hàng hãng. Rồi con này là con caro nâu giùm em. Rồi caro này caro nâu giùm em nha. Cỡ khoảng con này cỡ khoảng chắc 70kg quá. Con này cỡ khoảng 70kg đó mọi người. Rồi 60 cho tới 70kg vừa giùm em nha. Rồi lấy mã caro nâu giùm em 70k. Hàng Akuba nè. Akuba này đợt trước là ai đã mua rồi là biết là rất là đẹp nha. Rồi lên nâu giùm em 70, mã nâu. Nâu 70 giùm em. Mai chút nâu lên nâu 70. Nâu 70 giùm em ha. Rồi nâu 70 cho Thịnh Hương. Caro cho Trang Huỳnh. Trang Huỳnh này là hôm bữa đơn đi chưa ta? Đơn đi rồi đúng không? Nhận đơn chưa nè? Caro nâu em hết rồi mọi người, có con à. Ủa con caro này sorry, con caro này của Liễu Đoàn Thị trước. Sorry nha, Liễu Đoàn Thị trước nè. Bỏ cái của Trang Huỳnh này trước đây. Caro là con này nè. Liễu Đoàn Thị đấy là của... Lên số điện thoại em chị luôn đi gì? Nguyễn Hà ơi, em lên số điện thoại em chị luôn đi. Nâu đấy của Thịnh Hương. Rồi Nguyễn Hà lên lại số điện thoại em chị đi, cái đó bỏ cho như Đoàn Thị cái gì ấy. Bỏ bên em mai về lấy. Bỏ ra riêng cho Thịnh Hương mai về lấy. Thịnh Hương bữa qua còn cái gì để nó mà không chịu. Nói chị bỏ riêng lên cho mai về lấy đi. Thịnh Hương bỏ rồi ra đi, Thịnh Hương bỏ rồi phía sau là thẻ ra đó đấy, đó. Không có con lột. Rồi con này con caro đen giùm em nha mọi người. Caro đen giùm em nha. Bỏ vô đi, bỏ đi. Đó lên số điện thoại sao chứ nghe khách quen mà. Ở đó có Zalo im tâm, bỏ vô đi. Rồi caro đen giùm em 70k mã caro đen nha. Con này size từ khoảng 60-65kg vừa giùm em, trời ơi đẹp quá. 58 cái đã bận được rồi nha mọi người nha. Đẹp cực kỳ luôn, xịn đét luôn. Nói chung mấy hàng nào mọi người yên tâm về chất cho em. Rồi lên caro đen giùm em 70k mã caro đen size 2XL đó. Con này nó treo nó có bụi nè, em tặng cho mọi người ha. Không được con nào á Anna Phạm ơi, không thấy hiện lên chia sẻ mà không cộng thêm tiền là không có chốt nha. Rồi caro đen cho Đoàn Thị Hồng Loan. Rồi dự bị cho Trần Hải Anh. Ai có đơn là cọc nha mọi người nha. Rồi caro đen nè, Đoàn Thị Hồng Loan. Đây, bỏ hai đơn vô đi, Trần Hải Anh. Ai có đơn ra cọc thì em để đơn nha.
Còn ông cặp là em xả đơn ra, chứ nói chung là nhiều chị mắc cười lắm. Bữa qua cái bà Sang Nguyễn đó mắc cười ghê luôn. Qua một lần đợt trước rồi cũng chốt xong rồi, chốt đi mai chị cặp cho rồi, cái là hôm nay nói rồi, hôm qua nói rồi, sáng mai cặp, cái bữa nay đi mất tiêu luôn rồi, không thấy bóng dáng mà cũng thấy cặp luôn, sợ bả luôn á. Em nhiều khi em hay thẳng tính, em hay nói. Rồi con này giùm em ạ, dơ giùm em, ai chút dơ lên dơ giùm em, ai chút dơ lên dơ giùm em nha, tặng luôn 10 ngàn thôi. Con này size từ khoảng 40 cho tới 55 kg, 40 cho tới 55 kg nha mọi người nha. Con này nó treo nó dơ vai á mọi người, về giặt sơ là ok nha. Lên dơ em tặng 10 ngàn thôi, dơ em tặng 10k, dơ em tặng 10 ngàn, dơ em tặng 10, ai chút dơ lên dơ tặng 10. Là sao chị thứ Hồ Thị Minh, em thấy chị chưa hả, sao chị nói sao? Trời ơi mấy con này nó xịn lắm. Nhà ai mà có kiểu như người nhà hạt chồng hoặc là người nhà mình trẻ trẻ chút đi và liền con này cho em, rất là xịn nha. Đoàn Thị Hồng Loan với Trần Hải Anh nè, có chốt thì ra cặp nha. Like này like mới, em cho mọi vô mọi người vô, khi nào đi đơn em báo cho mọi người nha. Nói chung like này like mới, ai có đơn ra cặp giùm em nha. Em chưa thấy nha chị nha, chốt thì chốt thôi, còn cái kia là giờ em like thì nó cũng mới trang vậy thôi, còn hàng kia em đã bỏ qua rồi. Rồi dơ cho Trần Hải Anh này ra cặp nè. Rồi dự bị cho Đoàn Thị Hồng Loan đi, cái đó dự bị Đoàn Thị Hồng Loan. Trời ơi nó xịn, nó xảy trên lờ. Cái này mọi người hay đi ngang qua mấy shop lớn mọi người thấy nó treo toàn mẫu này thôi. Nếu mà mọi người hay đi ngang qua mấy cái shop mà thời trang của nam á, cái này nó có một nút dự bị nha mọi người nha, rất là xịn như thế này. Nhà ai có người nhà trẻ trẻ chút ngay vào liền, xịn đét luôn. Rồi lên mã này, mã caro vàng giùm em ha. Rồi 70k luôn giùm em. Size này từ khoảng 40 cho tới 58, thôi 55kg đi, để size XL, nhưng mà hàng trẻ thành cho nên là cỡ đó thôi, size XL đó. Nói chung hàng Quảng Châu cao cấp nha, 300. Con này giá 300, em chốt mọi người có 70.000 thôi, lời được 230 nha mọi người nha. Con này giá tới 300, hàng xịn á. Ai mà thường hay đi ngang qua mấy shop thời trang mà của nam, mọi người nghĩ nghĩ vô hay thấy treo mấy mẫu này. Cho mấy mẫu này là mấy mẫu mới nha mọi người nha. Rồi size này size XL giùm em, 70k giùm em nha. Không xịn em không lấy tiền đâu, yên tâm đi. Rồi 70k giùm em ha. Ai muốn chốt đầm hoặc chốt ấy này kia mai đem đi, cái em ôm lô đầm cao cấp nữa nè. Nói chung là shop nữ. Rồi con này size nó là size để 5XL nha mọi người. Toàn mấy trăm ngàn một con thôi, không có hàng rẻ đâu nha mọi người nha. Đơn của Võ Kiều Phương sao mà để đây không gọi không nghe máy nè. Rồi là cứ để đây miết là chưa có đi đơn luôn nè. Đơn Võ Kiều Phương nè. Ủa Trần Hải Anh coi thử là như Trần Hải Anh cặp rồi này sao á. Coi thử coi, Trần Hải Anh ngày 26 tháng 2 á là cặp rồi đó, coi lên đó coi. Trần Hải Anh đã có cặp rồi đó. Cặp rồi thể vô kêu luôn, đúng không? Trần Hải Anh. Nữ không có lên. Rồi ok, vậy là Trần Hải Anh cặp rồi, ok. Áo khoác có nha. Vậy là Đoàn Thị Hồng Loan cũng có cộng 100.000 ngày hôm qua luôn rồi hả? Ồ vậy đó, ok sorry nha. Ok ok mọi người, ok. Ok nè. Rồi Đoàn Thị Hồng Loan sorry nha, bây giờ thấy rồi nè. Thấy Đoàn Thị Hồng Loan nè. Cặp rồi, ok ok. Mới gửi rồi mà sao thấy đơn còn nằm ở đây nè. Rồi 70k, caro giùm em 70 nha. Mọi người lên caro 70 giùm em nha. Caro 70 giùm em. Vậy là Võ Kiều Phương cặp chưa? Rồi có mày cặp luôn đi. Rồi là đơn đi luôn, cho dồn luôn rồi đi luôn cũng được. Trời ơi nó đẹp nè, trắng nó xịn đét như thế này nè mọi người ơi, giả mang luôn nha. Rồi con trắng này 75k cho em nha. Trời ơi nó xịn giả mang luôn á. Rồi ai size to chút ngay vào liền con trắng này. Con trắng xịn nha mọi người nha. Chất của nó là dạng như chất kaki mà vải nó đẹp lắm. Nó dạng như vải, nó như vải xô á mà nó chất nó đẹp lắm. Nói chung là nó dạng nó dày dày, nó trang như kaki đó. Nói chung là rất là xịn, hàng này em bao chất bao xịn nha. Rồi lên trắng giùm em 75k mã trắng.
Rồi size này có khoảng 80kg quay đầu giùm em nha. Con này để tới 5XL đó, ai cao thì 85kg nha mọi nha. Con này là hàng thời trang mà size 5XL, nếu mà ai đã chốt cho người nhà mình là biết ha. Rồi nhanh tay lên trắng giùm em, 75k mã trắng nè. Trắng 75k giùm em nè. Trang hình cặp chưa nè, nhìn thử trang hình cặp chưa? Nhìn thử đơn của trang hình cặp chưa? Trong đó có trang hình không? Không có hả? Kiều Phương chốt caro, lên caro 70k nha. Trời ơi, vải đẹp không à. Trời, mấy con này đẹp lắm. Nói chung màn shop nam rất là cao cấp nha mọi người nha. Xịn đét luôn như thế này nè. Trời ơi, nó đẹp nè. Rồi lên mã này giùm em, cái này nó màu xanh đen nha. Lên xanh đen giùm em nè. Xanh đen giùm em 70k nha. Rất là xịn luôn nha mọi người nha. Em bao cho mọi người rất là đẹp, rất là đỉnh như thế này nè. Rồi lên xanh đen giùm em 70k giùm em mã xanh đen. Con này cỡ khoảng chắc 65kg quay đầu, tùy theo chiều cao 60kg, sấy trên lờ 60kg đó mọi người ha. Rồi con này con xanh đen giùm em từ khoảng 50-60kg ok giùm em nha. Rồi nhanh tay lên xanh đen giùm em nè. 70k mã xanh đen, bên ngoài nó còn đẹp hơn bên trong nha mọi người. Cái vân nó rất là đẹp luôn. Nói chung rất là đẹp. Rồi xanh đen giùm em nè. 70k mã xanh đen giùm em ha. Xanh đen giùm em 70. Xanh đen cho Nguyễn Ngọc Linh. Rồi ok nè, ra cọc đi nè, Trang Huỳnh đi. Rồi trắng đi cho Trang Huỳnh nè. Dù bị cho Anna Phạm. Xanh đen nó cũng nhiều hơn pin, còn trắng là dự bị cho Anna Phạm. Xanh đen hết rồi, để từ từ coi thấy còn con nào lên. Trời ơi, em nói thật sự mọi người nó tình đét luôn á. Rồi con này caro đỏ hàng bút Paris nha mọi người nha. Vải này mọi người nhìn nhận về chỉ có phê thôi, hàng shop thì nhận về là rất là mê luôn á, thật sự mọi người nha, đẹp dã man luôn. Rồi lên đơn em mã caro đỏ giùm em nha, hàng bút Paris nè, xịn đét luôn nha, 75k giùm em. Caro đỏ 75k giùm em, hàng chuẩn luôn giùm em nha mọi người nha. 75k mọi người rẻ được tới 200 mấy lần nha mọi người. Cái này tan nó có giá đồ đầy đủ như thế này ha, rất là xịn luôn, rẻ được 200 mấy lần, bên ngoài vải rất là đỉnh luôn. Rồi con này size nó để size 2XL nha mọi người nha. 2XL giùm em, cái này có khoảng 65kg quay đầu đi ha. Con này có khoảng tầm 65kg quay đầu, do hàng này hàng thời trang thì size nó lại form nó nhỏ hơn mấy cái form bình thường nha mọi người. Form nó nói chung là form thời trang chuẩn á. Còn mà như ví dụ mà form kia là form công sở thì nó to hơn. Dạ mà form công sở với form trung niên nó to hơn, còn form này là chuẩn nha. Caro đỏ giùm em ha mọi người ha, 75k, cái đó là hàng bút Paris ở vải rất là đỉnh luôn. Caro đỏ. Anna Phạm không có nha, Anna Phạm comment sau rồi. Rồi caro đỏ cho Nguyễn Xuân Trang, dự bị cho Thịnh Hương. Rồi caro nâu giùm em. Trời ơi nó đẹp nè. Thịnh Hương chốt nâu đi nè Hương ơi, chốt nâu cũng đẹp nè Hương nè. Rồi lên caro nâu giùm em nha mọi người. Màu này màu nhạt nè. Rồi caro nâu mà em 75k giùm em. Toàn bộ hàng của nó là em bao nha mọi người. Ai đã mua mấy cái hàng shop mà shop nam bên em là biết rồi, chất lượng luôn. Cái này ôm của, nói chung là ôm của shop mọi người yên tâm. Khi nào hồi hàng kho, mà hàng kho cũng hàng công ty không à. Rồi lên đây mẹ em mã caro nâu thì mẹ em 75k caro nâu. Caro nâu 75. Caro nâu cho Đoàn Thị Hồng Loan. Hồng Loan là chốt sang nhiêu ký đó nha Hồng Loan nha, nghe rõ số ký nha. 65kg quay đầu, từ 55-65kg đó nha mọi người, nghe rõ nha. Ở ghi dù vậy cho Thịnh Hương đi, Thịnh Hương chấm bài. Thịnh Hương chấm bài đi, caro còn nhiều nha. Thịnh Hương chấm bài đi nè. Trời ơi đẹp không à. Yên tâm đi, cái lô này là mọi người yên tâm nha. Cái lô shop nam này em bao mọi người khỏi lo lắng. Nó thật sự quần tây ngày qua mọi người thấy quần tây em lên không? Đẹp xuất sắc luôn á. Quần tây không có con nào xấu luôn á mọi người. Mọi người đẹp đủ luôn. Rồi con này mà trắng giùm em, ai chút trắng lên trắng giùm em 75k mọi người nhìn tát nó. Ai mua đành hàng nhìn tát là biết hàng cao cấp rồi nha mọi người nha. Đẹp giả men chưa nè. Cái này là nói lên tất cả đó mọi người. Rồi con này size của nó là size cũng cỡ khoảng đó 55 cho tới 60-65kg tùy theo chiều cao. Ai cao nha, còn không là cứ 55-60kg ha. Rồi lên mã trắng giùm em 75k mã trắng. Trắng 75k giùm em mã trắng. Trắng 75k giùm em ha mọi người ha. Trò hàng Levi's nha.
Hàng Levi's với hàng Hollister là hơi bị đẹp nha mọi người. Con này nó màu, nó caro của nó màu caro trắng à, nên là nó hơi dơ dơ một tí xíu nha mọi người nha. Nhưng mà về giặt sơ giùm em là được ha. Con này size của nó là size 2XL, hơi dơ. Con này nó hơi dơ, ai chút dơ lên dơ chút 49k mọi người về xử lý giùm em nha. Rồi lên dơ giùm em 49k. Rồi trắng 65kg. Con nâu đó nè, em đập nhiêu ký vậy ta? Trắng 75 nha. Võ Kiều Phương, Võ Kiều Phương ra cọc đây nè. Dù bà gì cho anh Vinh nè. Rồi dơ cho Thịnh Hương nè. Nhưng mà size to đó nha Hương nha. Con này về nói chung giặt sơ là ok, rất là xịn luôn á. Mấy hàng này yên tâm, chất là bao chất, đẹp lắm. Dơ cho Thịnh Hương nè. Điều vị cho Ngọc Diệu. Trời ơi, mấy con này nó đẹp quá trời đẹp luôn á trời. Rồi caro đen giùm em. Con này size XL nha mọi người. Mấy con này quá đẹp. Con này size XL giùm em. Bữa nay anh Thịnh anh tròn á, lấy mấy size to to hơn chút là được. Quá trời đẹp luôn, xịn nè. Rồi caro đen giùm em 75k giùm em nha. Cái chất của nó bên ngoài là nó gân như thế này nè mọi người, nó đẹp lắm luôn nha. Nó không phải như là đó mọi người thấy nó vân lên không, đẹp lắm. Rồi lên caro đen giùm em nha, 75k giùm em, size XL. Caro đen giùm em 75k. Caro đen nha Nguyễn Trung Trang. Rồi xanh nè. Trời ơi mấy này đẹp lắm nè Trung Trang ơi. Nhà có ai có người nhà mà cỡ trẻ trẻ chút ngay vào liền mấy con này đi. Mấy con này xịn lắm. Mấy con này là mọi người đa shop lớn, với mấy shop nhỏ nhỏ nó không có nhập hàng này đâu, do hàng này hàng Quảng Châu mà hàng cao cấp á, giá nó mắc. Nói chung là mấy trăm ngàn một con, 300 mấy con, size 2XL nha mọi người. Con này size 2XL nhưng mà em nghĩ cỡ khoảng 60-65kg tùy theo chiều cao. Từ 55 cho tới 60-65kg thôi nha mọi người nha. Rồi ai chúc mã này comment mã caro xanh giùm em, ai chúc caro xanh lên caro xanh giùm em nha. Rồi tặng luôn cho mọi người con này 75k thôi. Trần Hải Anh hôm qua cọc rồi mà, hôm bữa cọc rồi mà Trần Hải Anh ơi, sorry do là chị bị lộn. Rồi caro đi nha Nguyễn Xuân Trang nè. Chị Nga Ngọc là đơn bên em là giữ cọc bên chị hả? Chị Nga Ngọc ơi, coi thử coi đơn Nga Ngọc có giữ cọc không vậy? Ai có giữ cọc mà không có cọc là mọi người cọc giùm em nha. Rồi caro xanh giùm em nè mọi người nè. Không xịn em trả tiền lại nha mọi người nha. Rẻ được tới 200 mấy lần là mọi người yên tâm nha. Nó xịn đét như thế này nè. Rồi caro xanh giùm em 75k. Caro xanh có trung niên nha chị nha. Trung niên em có. Trung niên chị chốt áo hộp. Hôm qua có like mà có thấy chốt đâu. Có lên quần đó. Ngọc lên đây, Ngọc lên chốt size 33 này. Chị ôm 33 lên chị like cho. Nói chung là ôm 33 lên like cho em chốt luôn. Có thun áo đồ nữa, đầy đủ hết trơn nha. Rồi con này size L nè mọi người. L này em nghĩ cỡ khoảng chắc 65kg. L này cỡ khoảng 65kg vừa. L mạng Hollister này to nha mọi người nha. Rồi lên đơn em mạng nó giùm em. Mã caro giùm em ha. Ai chúc caro lên caro em tặng con này 70 thôi. Rồi em tặng con này 70k đi. Ai chúc lên caro 70. Con này em có thấy nó bị bụi hay sao? Không có bụi luôn mà sao mắt em mình nó bị chát. Rồi lên caro 70 size L. 65kg, 70kg, nói chung 60-70 tùy theo chiều cao. Cái gì cho anh Vũ nè. Caro xanh. Võ Kiều Phương cặp chưa nè. Võ Kiều Phương ra cặp đi nha, không cặp thì không chút đơn nữa đâu nha. Nói chung sỉ mà lựa nó còn cặp nữa mà không chi là lẻ. Lẻ lựa là cặp nha mọi người nha. Có đơn là ra cặp cho em. Tối hồi mà không nghe máy là bực mình với gì chứ á. Rồi lên đây mẹ mã này mã caro nâu rồi em, toàn là mẫu hot không mọi người. Ôi trời nó đẹp nè. Rồi lên đây mẹ mã này mã caro nâu rồi em nha. Size này cũng vậy, 65kg. Cái này cao có thể hơn 65 luôn á, 60-70kg đó mọi người. Cái này nó để size vậy thôi, cái này to lắm nha mọi người nha. Caro nâu rồi em 75k. Caro nâu toàn hàng VIP không mà, không có hàng thường. Xịn đét như thế này là hàng Thái thành nên là size mình nó to chà bá luôn. Rồi lên đây mẹ mã này mã caro nâu 75k. Caro nâu 75k. Võ Kiều Phương nó để chưa cặp mà sao quen như đó vậy. Có sổ nam lên sổ nam luôn giờ á. Ủa Hải ơi, Hải
đưa cho cọc quần tây size 33 lên, đưa cho Linh nó lựa luôn đi, với để mắt cong không biết cái nào mà chọn cho nó đâu. Còn áo trắng nha Nguyễn Trang ơi, còn áo trắng, nói chung là còn nhiều áo trắng trơn cũng có, mà áo trắng nói chung là nó lộn xộn. Nhà mấy con Loan này là hàng Thái đó, nếu mà ai chốt hàng Thái này là biết nha. Cái tên này nó y chang như là hàng ông Địa. Ai lại sai hàng ông Địa, mua hàng ông Địa cho chồng mình chưa nè. Trời ơi, nó đẹp giả mang luôn. Rồi lên đây nhìn em con này, mã này mã 2XL giùm em đi. 2XL giùm em nè, 340 nè. Em chốt có 75k là lời được 265.000 rồi. Rồi lên đây giùm em mã này, giùm em mã 2XL. 2XL này phải là 80kg. Này to lắm, 2XL này 80kg nha. Hàng Thái nó to, nó phải như hàng Việt Nam mình nha. Từ 70 cho tới 80kg tùy theo chiều cao nha mọi người. Rồi lên mã này mã 2X giùm em, 75k, bên ngoài đẹp hơn mà nhìn rất là bụi mà rất là đẹp nha. Không phải như mấy hàng thường. Rồi 75k giùm em. Sơ mi trắng trời, chứ lên luôn sơ mi trắng cho. Rồi ok, chờ xíu, 31 có 31 trên này luôn, chờ xíu lên 31 luôn cho. Bóc cho nó lên nha, để hồi nữa nó đi ngủ nè. Rồi lên mã này mã chữ giùm em, ai chút chữ lên mã chữ giùm em nha. Rồi mã chữ giùm em, size này cũng cỡ khoảng 65kg, 60 sao à, 55 tới 60kg, ai cao 65kg nha mọi người nha. Rồi mã chữ giùm em 70k mã chữ. Rồi mã chữ 70k nha mọi người, toàn bộ là hàng shop hết, không có hàng xưởng, hàng chợ gì đâu nha mọi người nha. Rồi mã chữ giùm em 75k mã chữ. Ủa, mã chữ 70k, sorry. Rồi mã chữ giùm em 70k. Nè trắng nè, em có còn trắng size to nè. Chữ dân liệu Xuân Trang. Nè trắng nè. Trắng là bao đẹp nha mọi người nha. Còn hàng VIP thôi. Ai mà không mua được cái lô này uổng nè. Thật sự luôn nha. Quần jean em nói thật sự mọi người, quần jean đẹp không à. Không có cái nào hàng thường, không có lọt hàng xưởng vô luôn. Có quần jean là đẹp đỉnh luôn. Quần jean nó có hàng trung niên, hàng trẻ. Nói chung là đầy đủ nè. Mọi người nhìn tan là biết hàng VIP luôn. Trắng giùm em 75k mã trắng. Rồi nó để size 3XL nè mọi người. Con này chắc 70kg. Rồi con này chắc cỡ khoảng 70kg, 70-75kg nha mọi người nha. To lắm, size 3XL nha mọi người nha. Rồi lên đưa em mã này mã trắng em 75k. Nhìn tát nè, xịn đét như vậy nè. Rồi trắng em 75k mã trắng. Trắng 75, trắng 75k. Trắng 75k cho Anna Phạm nè. Nhìn Anna Phạm cọc rồi đúng không? Hả? Anna Phạm chưa cọc luôn hả? Anna Phạm ra cọc đi nè. Trắng 15k cho Anna Phạm. Anna Phạm ra cọc. Anna Phạm đã dự bị cho dự bị chị Mai Lê đi. Mai Lê với Trang Huỳnh. Trang Huỳnh kêu cọc rồi đúng không? Ai cọc rồi thì báo em luôn để em rep nha mọi người nha. Ai cọc rồi thì báo để em rep luôn nha mọi người. Cho Trần Hải Anh hôm qua có cọc rồi mà. Ai biết đây mà thấy mới thấy hả tim vậy. Ngày 28 tháng 2 là ngày hôm nay hả? Kim Nguyễn nè, thấy Kim Nguyễn nè, Kim Nguyễn ơi, thấy Kim Nguyễn nha. Vậy là Trần Hải Anh em đây cặp 100 ngàn nữa. Là 200. Đúng không? Cộng thêm 100 ngàn đi. Trần Hải Anh đơn ngày 16 là chưa có đi đâu. Rồi ghi vô đi. Còn cái bạn gì đây nè. Bạn Võ Kiều Phương nè, cặp rồi chụp hình gửi qua Trang nha. Ai cặp rồi chụp hình gửi qua bên Trang giùm em hết nha mọi người nha. Ai có đơn mà cặp rồi thì chụp hình gửi qua bên Trang giùm em nè. Đơn ngày hôm kia, ủa Anna Phạm kêu là cọc có đơn ngày hôm kia mà. Cho nước đi. Ủa đâu ngày hôm kia chụp hình gửi qua đi Anna Phạm ơi. Hả? Kêu ngày hôm kia đó mà không thấy nè. Nó mà cọc là đi đơn rồi chứ.
cho Phương cầm 100 ngàn. Màu đen, màu xanh đen nha. Quẩy ngọc xanh nha. Linh ơi, đây nè, chị đưa quần tay lên rồi nè, còn không chấm bài đây nè Linh ơi. Linh chấm bài cho chị đi nè. Chấm thì chị lên luôn cho em nè, em chốt luôn nè. Cái này chị cập từ ngày 18 tháng 2 mà, 18 tháng 2 đơn đi rồi mà. Anna Phạm nè, đơn cập từ ngày 18 tháng 2 là đơn đi lâu lắm rồi mà. Làm gì còn nữa, làm gì còn giữ ở đây. Ngày 18 tháng 2 chụp gửi qua bên Trang tới ngày 18 tháng 2 là đã đi rồi mà. Còn đơn này là đơn mới mà. Ngày 18 tháng 2 là đi đơn rồi nha. Coi kiểm tra lại trên trang đi nè. Nè, kiểm tra trên trang đi nè. Mới chấm bên trang rồi đó, qua kiểm tra bên trang đi, chưa có cặp đâu. Ai gì lên nha Linh nè. Ai T33 này chờ xíu nha, nhỏ này mai đi làm sớm thành ra là like luôn cho nó, cho chốt luôn. Nhiều khi nó canh like nó ngủ, nó không có mua được. Tại em đơn cho mọi người quần tay nha, nói chung quần tay là siêu. Cầm cái kéo ra màu cam ở dưới đó đơn đưa lên luôn đi. Trời ơi, ngồi nào không biết ngồi cột hàng cái gì vậy trời. Cột cọc hàng rút ra không được luôn á. Trời ơi, con lậy luôn. Ngày đó có kéo ngồi đứng nhà con, ngày đó có kéo không? Để sao rút. Còn nhìn nó đớt. Đây. Ôi, nó thiêu giòn, nó trốt, đốt giòn. Giật đi. Chờ xíu nó lên, chờ xíu giật cái dây này ra nè. Cột đi em, cột quốc nè. Thôi, em cột quốc ghê nhé. Rồi, con này size 3XL nè mọi người nè. Và caro xanh dùm em, hàng hoa liter luôn nha. Size 3XL dùm em. Thôi kia mình giật cái dây ra, thẻ lên đây đi. Rồi, caro xanh dùm em, size 3XL. Caro xanh size 3XL dùm em nha, 80kg. Cao là 80kg quay đầu cho em ha. Còn thấp người là cỡ phải 70kg ha. Rồi lên caro xanh dùm em 75k hàng hoa liter nha mọi người nha. Rồi caro xanh dùm em 70k, 5k. Caro xanh 75k dùm em nè. Caro xanh 75k. Rồi đen đẹp chưa nè. Rồi lên đen nè, 125k mã đen nè, size 33. Size 33 mã đen 125k, đẹp quá đẹp. Rồi đen trơn nha, con này là con đen trơn size 33. 125k size 33 mã đen. Quá đẹp, ai đã mua mấy con hàng này rồi là sướng ha. Rồi đen giùm em 125k size 33 mã đen. Đen, đen, đen. Rồi đi nha Nguyễn Ngọc Linh. Chị Nga Ngọc chấm bên trang thử là nhân viên nào giữ cọc, chị chấm bên trang giùm em đi chị. Chị chấm bên trang giùm em để em kiểm tra thử là ai giữ cọc nha, ai nhận cọc và coi thử có giữ cọc chị không nha, chấm bên trang để em kiểm tra nha. Rồi caro xanh. Mai Lê kèm giá tiền nè, không thấy kèm giá tiền sao ra bill được. Mai Lê là khách quen mà sao chị thì chị không lên giá tiền vậy? Chị chốt size 33 cũng lên giá tiền mà caro xanh cũng lên giá tiền, chị chưa chốt được con nào hết trơn á. Chị Mai Lê nè. Lên giá tiền giùm em nha. Caro xanh cho Nguyễn Lựa nè. Chị Mai Lê lên lại giùm em đem 125k giùm em. Trời ơi, con này quá đẹp luôn Linh ơi. Trời ơi, con này đẹp đỉnh luôn, con này 400 đồng, ấy chu cha. Hàng Việt Đức nè mọi người. Con hàng Việt Đức này em phải like 149k thì mới đúng đó. Mà bây giờ em tặng luôn cho mọi người, em thật sự. Lên chốt đi 125k nè. Ai mà mua được mấy con này về là phê nha, bận là nó thật sự luôn. Đã mua được mấy con này rồi là hả, không muốn mấy con khác đâu, thật sự đẹp dã man luôn. Size 33, hàng Việt Đức nha, hàng này hàng có thương hiệu á, xịn đét luôn.
nó dạng như màu xanh đen đen, màu nói chung màu xám đen đen, xanh đen đen. Cái này nó dạng nha mọi người, xịn đét luôn, nắm nặng triệu tay luôn. Hàng Việt Đức này xịn đét. Ba chị Mai Lê nè, con này có hàng Việt Đức nè, ai chúc Việt Đức lên Việt Đức nè. Việt Đức là không có hàng đâu. Rồi con đen size 33 nè, em cho chị Mai Lê nè. Mai Lê ra cặp cho em nè. Có đơn ra cặp giùm em nha, đây cho chị Mai Lê. Rồi lấy mã này, mã giùm em là mã mã 1 đi. Ai chúc mã này lên mã 1 giùm em 130 à, quên 125k mã 1 nha, hàng Việt Đức nha mọi người nha. 125k là mọi người mua rẻ tới gấp 3 lần chứ không phải là rẻ ít đâu nha. Hơn gấp 3 lần luôn cho em, nói chung là hơn gấp 3 lần nha chứ không phải là gấp đôi đâu nha. Gấp 3 lần, gấp 4 lần luôn á. Lên kèm giá tiền em ra mà ra đơn nha mọi người. Chốt đơn kèm giá tiền em ra bill ha. Mai Lê bỏ đơn ra rồi đúng không? Mai Lê ra cặp giùm em nè. Ai có đơn ra cặp giùm em nha. Cặp về chụp hình gửi qua chứ không thấy là đâu có biết đường rét đâu. Chờ em xí nha mọi người. Nên nó chốt chậm quá mà. Kêu chốt đi, chịu chốt nè. Anna Phạm chốt trước không? Anna Phạm cọc 100.000 đi vô đây. Rồi, Anna Phạm nhiều bài cho Nguyễn Ngọc Linh. Cái đơn quần Anna Phạm nhiều bài cho Nguyễn Ngọc Linh. Đẹp quá trời. Trời ơi, bán 125.000 là em tiếc nha. Em không trốn 125.000 nữa hả? Anna Phạm cộng 100.000. Còn đó dự bị cho Nguyễn Ngọc Linh. Đơn Anna Phạm đâu? Ra đơn chưa? Dự bị Nguyễn Ngọc Linh đi. Rồi, Việt Đức này mà em trốn 125.000 tiếp cực kỳ luôn á. Thật sự thề luôn với mọi người nha. 125.000 là em không có lời lớn như cái lô này đâu, thật sự luôn. Nhiều cái hàng mà hàng dơ á, em phải lọc ra. Hàng treo là em nói thật sự mọi người phải bắt buộc phải có bụi rồi đó, nhưng mà mình ôm kiểu như là xa cạ mà những con này mà em bán cái giá này thì em thật sự không ăn uống gì trong cái lô này luôn á, thật sự luôn, nó đỉnh luôn nha. Rồi lên đây em mã này mã 2 giùm em, size 33 xịn mà xịn đét như vậy. Size 33 giùm em mã 2 125k, ai nhận được cái này về là bao phê. Bận là nhớ em hoài luôn, trời ơi đỉnh của chớp luôn nha. Rồi lên đây giùm em mã này giùm em mã 2 125k, chất đẹp giả mang luôn. Mã 2 giùm em 125k size 33 mã 2. Lấy cái bao của mình nữa. Bao trong đó mình đã có bao to. Mã 2 size 33 thì tùy theo á, người nhà mình size nhiêu mình cũng chốt size nhiêu thôi. Ví dụ 70kg rồi gì đó, 75kg rồi gì đó, tùy theo chiều cao chứ bây giờ hỏi chị đâu biết cái chiều cao nó như thế nào. Mã 2 cho Linh Tú nè. 70-75kg đó. 33 là 70-75kg đó. Tùy theo chiều cao. Nhiều khi hả, con mét 50 mấy, mét 6 mà 70kg thì đương nhiên là bận size nó to hơn nữa rồi. Nhiều khi hả, 70kg mà cao có mét 50 mấy thì phải bận size 33 luôn á. Ủa nè, 34 luôn á. 34-35 luôn á. Tùy theo chiều cao à. Dự bị chị Mai Lê đi. Linh Tú dự bị chị Mai Lê. Chị Mai Lê ra cọc chưa nè, chuẩn bị cho Mai Lê. Nguyễn Ngọc Linh cũng được á. À, Linh còn con nè. Lại còn con cho Linh nha, lại còn con thì cho Linh nè.
Rồi có gì mà cho Nguyễn Ngọc Linh đây, trời nó đẹp nhất cái nắp luôn. Mấy con này mạm chốt hay chốt cái gì, nhăn lên là nhận được con này về là nghiền luôn á, chứ không phải là lãi đâu. Rồi mẹ hai Nguyễn Ngọc Linh. Nhà quần áo nhiều quá mũi không. Rồi mã này là mã 3. Trời Việt Đức luôn nha mọi nha, mã 3 giùm em. Quá đẹp. Rồi mã 3 giùm em nha mọi người, mã 3 giùm em ha. Có 125 ngàn nó rẻ bèo luôn. Mã 3 giùm em bây giờ ra mua bán hàng chợ 150 200 xấu quá. Mã 3. Mã 3 cho Trang Huỳnh. Rồi mã 4 em đang like là em like cọc này là cọc size 33 hết nha mọi người nha. Em đang like là like cọc size 33 hết nha. Do con nhỏ này nó khách quen á mà nó chốt size 33 cho anh chồng nó, thành ra nên là em like luôn cho mọi người chốt luôn là size 33 chứ không có size khác nha. Rồi lên đây giùm em mã này giùm em, mã 4 giùm em. Mã 4 giùm em nha. Mã 4 giùm em 125k mọi nhìn form nè, đẹp từ form tới chất nha mọi người. Hàng Việt Đức là đẹp lắm, cái này cũng Việt Đức luôn nè. À cái này Vũ Tuấn. Cái hàng Vũ Tuấn. Rồi lên đây giùm em mã 4, mã 4 giùm em. Mã 4 giùm em ha. Có 31 nha Trần Huyền ơi, có 31 đẹp nhất cái nách luôn. Rồi mã 4 nha chị cho Mai Lê. Mai Lê cặp chưa? Mai Lê là có cặp, có dự cặp thì ta dự bày cho Nguyễn Ngọc Linh đó đi. Dự bày cho Nguyễn Ngọc Linh đi. Mai Lê dự bày Nguyễn Ngọc Linh. Anna Phạm. Rồi mã này mã 5. Đẹp xuất sắc. Rồi mã này mã 5 giùm em nha mọi người nha. Ai chúc mã 5 lên mã 5 giùm em. Tên giá mã vật mã đô đầy đủ. Rồi mã 5 giùm em nha. Size 33 hết đó mọi người. Mã 5. Em có size 37, 38, 40 luôn nha. Ai chúc size to mọi người cứ hú em nha. Rồi con này con mã 6 nè. Con này màu đen nè. Con này linh chốt luôn. Màu đen này đẹp nè. Rồi mã này mã 6. Mỗi cái là mỗi đen khác nhau. Hồi nãy đen trơn nha. Còn cái đen này nó dạng như là gân gân á. Nói chung là rất là đẹp nha. Rồi mã này mã 6 giùm em. Ai chúc mã 6 lên mã 6. Rồi mã 5 cho Nguyễn Ngọc Linh. Sao? Dưa. Cái hình khùng dưa mà. Mã 6 cho Nguyễn Ngọc Linh đi dơ. Trong đó nó có bao to mà. Thằng này thì ngáo gì trời. Bao 30 này thì ngáo. Mấy cái kia 30 cho ba mấy. Bỏ vô. Có 28 nha Phan Chiến ơi, có size 28 đẹp lắm. Xếp cái quần nhỏ lại. Coi mã nào để quên nữa nha. Cái đang nắm trên tay là mã 6 đó. Hai cái như của Nguyễn Ngọc Linh đó hay sao á. Mã 5 mã 6 của Nguyễn Ngọc Linh đúng không. Có 31 sang 28 rồi, có đầy đủ nha. Em lên 33 em lên cho mọi người nha. Rồi con này con mã 7 nè. Ủa phải không vậy. Rồi con này con mã 7 giùm em nha mọi người. Chút mã 7 lên mã 7 giùm em nè. Coi trong lưng đó nè. Chữ từ viết không mọi người nè. Coi nó đẹp nè. Rồi lên đây mấy mã này mã 7 giùm em nha mọi người nha. Có 125 ngàn nó rẻ lắm luôn á, thật sự luôn. Tiền công may không đủ nữa chứ nói tiền vải, tiền này tiền kia ha. Rồi mã này mã 7 giùm em nè. Có 125 ngàn mã 7. Mã 7 giùm em 125k mã 7. Chô hàng Việt Đức nè mọi người nè. Rồi con này con mã 8 giùm em nè. Rồi mã 7 cho Trang Nguyễn nè. Trời ơi Việt Đức nữa nè nha mọi người nha, đẹp giả mang luôn. Rồi mã này mã 8 giùm em có 125k mọi người ơi, một em like 149 ngàn nữa.
Lan 149.000 mà còn chưa chắc nó đẹp bằng cái này luôn á, thật sự luôn. Rồi mã này giùm em là mã 8 giùm em. Rồi mã 8 giùm em nha. Rồi con này con mã 8 giùm em nè, ai chúc mã 8 giùm em. Đây, em like cái 28 em mới hỏi nè, có hai con 28 nằm trên đầu em like luôn nè. Em bóc 31 em like cho Trần Huyền, chờ chị xíu nha Trần Huyền nha. Trần Huyền chờ xíu nha, con xanh đen là hàng Việt Đức luôn nè. Ta 28 nè. Rồi mã 8 cho Nguyễn Ngọc Linh. Điều vậy chị Mai Lê. Nè, sao ba này vậy? Rồi con này con xanh đen hàng Việt Đức luôn giùm em nha mọi người nha. Xanh đen hàng của Việt Đức giùm em nha mọi người nha. Nè, em thật sự nó cao cấp lắm con này nè, rất là xuất sắc luôn nha. Hàng Việt Đức chứ không phải hàng thường đâu nha. 99k giùm em, size nhỏ em tặng 99k, size 28 chuẩn hàng Việt Đức luôn giùm em. Nè, đường viền của nó dập mà cái thương hiệu luôn nha. Rồi lên đơn em size 28 nè. Mã này mã xanh đen giùm em Việt Đức chứ không phải hàng thường đâu nha. 99k giùm em, không xuất sắc em không lấy tiền. Chuẩn luôn, Việt Đức là hàng nói chung là ai đã thường xuyên hay mua quần tay cho chồng mình là biết ha. Rồi xanh đen giùm em 99k mã xanh đen. Size 28 nó nghe cho rõ size giùm em nha mọi người nha. Nghe cho rõ size giùm em nha. Rồi lên mã này mã đen giùm em này, size 28 đó giùm em mã đen. Ai chúc đen nhanh tay lên đi giùm em size 28 mã đen nha mọi người nha. Rồi em tặng luôn con này 99k mã đen. Size 28 size nhỏ em tặng 99k nha mọi người, dành hàng về là biết rồi. Do size này size nhỏ em tặng 99k chứ không phải là 99k đâu. Rồi lên đơn đen giùm em 99k trời. Chuyên gân lên đẹp lắm. Nó vưng nó đẹp lắm. 99k giùm em mã đen xanh da na phạm. Rồi đen cho Trần Huyền. Chiếc fan có size nhỏ nhất không? Nhỏ nhất là size 28 đó. 28 là nhỏ nhất nè, ra chút 29 không nè. Nè em lên X31 đi nè. 31 chốt hết luôn đi nè Trần Huyền ơi, nó đẹp xuất sắc luôn á. Không phải lúc nào có đâu mọi người ơi, ví dụ hàng kho, hàng xưởng hoặc là nó thanh lý mà hàng tồn thì nhiều, còn hàng shop lâu lâu ôm được luôn. Quá trời khách hỏi cái lô này luôn á. Nhưng mà nó đẹp quá, để đây lẻ cho mọi chốt nè. Trời ơi, mà em like gọi là quá rẻ luôn. Em like như thế này là quá rẻ luôn nha mọi người nha, nó đẹp nhức nhắc nhức nhói luôn. Trần Huyền nhanh tay đi nè Trần Huyền, lên lại mã 1 đi nè Trần Huyền nè. 125k chỉ có từ đỉnh thôi ha, chứ không phải là lãi nữa. Đỉnh thôi mọi người ơi, giả mang luôn, lên lại mã 1 giùm em size 31 mã 1. 125k. Trời ơi vậy nó đẹp nhức nhói luôn. Máy này là khỏi phải bàn về form về chất cho em. Rồi mã 1 giùm em ha. Quần tay đúng rồi, quần tay mà. Rồi chị xíu thì lên size 33 30 cho Xuân Trang, chờ chị xíu. Rồi mã 1 cho Trần Huyền. 28 mới vừa lên hai con người ta chốt hết rồi, chốt nữa thì từ từ chị lên. Nếu mà chốt nữa chị ở dưới chị ôm thì chị lên cho ha. Rồi con này con size 31 nha. Em đang like là like size 31 hết nha mọi người nha. Rồi lên xám giùm em chốt luôn 99k mã xám. Rồi xám giùm em 99k quá rẻ luôn. Rồi xám giùm em 99k giùm em mã xám. Xám 99k. Rồi. 32 có nha, 32 có. Kaki có nha, trời kaki cũng nhiều lắm. Nói chung là quần jean, quần tây, quần kaki, quần sọt, không thiếu một cái gì, hàng shop là nó đầy đủ luôn, không thiếu một cái gì hết trơn á mọi người. Nhức nắp luôn nè, rồi Việt Đức nữa nó mọi người. Trần Huyền là chốt cái xám hả Trần Huyền ơi? Mã 2 là cái xám đúng không? Rồi, con lấy cho to. Múc là nước là tiếc lắm nhà đâu mà không nói. Nè. Rồi ok. Rồi con này con mã 3 Việt Đức nha mọi người. Mã 3 giùm em nha, size 31 hết nha mọi người nha, 125k mã 3 hàng Việt Đức giùm em nha. Rồi nhận cái này về xích xoa luôn á, ai mà nhận được này về xích xoa luôn nha. Nói chung còn 400.000 chút, mọi người có 125.000 nó rẻ quá, rẻ rẻ tới hơn gấp 3 lần luôn còn gì nữa. Rồi lên đây giùm em nha mọi người nha. Rồi lên mã này giùm em mã 3 giùm em. 125k mã 3. Mã 3 giùm em 125k mã 3. Trần Huyền chốt ngay và liền mấy con Việt Đức này chốt hết đi nè Trần Huyền ơi. Xịn lắm.
Mã 3 dùm em đây nè, Trần Huyền. Biết sao không? Cái này nó cũng y chang như hàng Việt Tiến nha, nhiều khi nó còn đẹp hơn hàng Việt Tiến luôn, thề luôn. Nhiều khi nó còn đẹp hơn hàng Việt Tiến nha mọi người nha. Việt Tiến thì nó thương hiệu của nó thôi, giờ nó lâu năm thôi, chứ còn hàng Việt Đức này nó cũng vậy. Nói chung rất là đỉnh luôn, chất lượng của nó là bao ok cho mọi người luôn ha. Rồi lên đơn giùm em ha, mã này mã 4 giùm em nè. Co dạng 4 chiều mà nắm nặng triệu tay thế này nè, thơm đứng quần cực kỳ luôn ha. Rồi mã 4 giùm em, 125k đi đám đi tiệc đồ này kia, mình bận nó rất là sang mà rất là xịn, đứng quần cực kỳ luôn ha. Rồi mã 4 giùm em, 125k mã 4. Trời ơi Trần Huyền, cái size mã 3 nó đẹp thật sự luôn, nó đẹp kinh khủng luôn, không chốt trời. Mã 3 cho Anna Phạm nè, Anna Phạm mà về nhận thử mã 3 đi, lưu cái mình nói vô nè. Nếu mà bạn mà nhận cái mã 3 về không đẹp, em trả tiền cái quần có 125 ngàn, em đền gấp 10 lần cái quần đó cho Anna Phạm luôn, nó đẹp. Hàng này nó đẹp lắm luôn á. Rồi mã 4 cho Trần Huyền. Trần ơi, nó đẹp mà em á, tự nó ghiền luôn á. Rồi mã 5, nhức nhối luôn á trời. Rồi mã 5 giùm em nha, chút mã 5 lên mã 5 giùm em nè. Rồi mã 5 giùm em nha, có 125k mã 5 Việt Đức luôn giùm em nha. Mã 5 giùm em, 125k mã 5. Mã 5 125. Rồi mã 5 cho Duyên Nguyễn. Mã 5 cho Duyên Nguyễn. Trời ơi Duyên Nguyễn ơi, thì đâu lọt vô chốt được cái quần ngon lành luôn. Trời ơi, hàng Việt Đức á, hàng Việt Đức làm bao cho mọi người phê lắm mọi người ơi. Ba chút 34 luôn nè, 34, 36 rồi 29 được ai chốt luôn nha. Chú này báo em lên luôn nha, còn ai muốn lên size gì thì báo luôn nè. Ở đây là em có size 36, 37, 38. Rồi ai muốn chốt size gì nè, nói em, chú em ôm lên nè, do nó nhiều quá. Size gì mọi người ơi, ai chốt size gì nè, em lên đợi cái size 29 đi nha. Hải ơi, ôm ít đồ lên đi, lên 29 nè. Mã 5 có Duy Nguyễn chốt rồi, Na Phạm ơi. Trời ơi Trần Hiền ơi, chốt đi, không có hàng đâu mấy con này mà đừng có tiếp. Tới hồi mua không có đâu, trời ơi, hàng Việt Đức nó đẹp cũng chết luôn. Chú ôm những cái phần kaki lên luôn đi. Em lên trang chiên nha, nó nhiều quá trời. Em lên cái này lúc này, ví dụ hôm nay mọi người không chốt được cái này, mai mọi người chốt. Nó nhiều lắm. Rồi ok, chờ xíu lên 36, bây giờ em lên 29 trước đi nè. Ở dưới đó có size 39-40 không? Cho ít 39-40 lên đi. Đó, lần lượt 3 cái 3 mã. Sao rồi? Hả? Làm kiểu gì vậy? Rồi bây giờ em qua làm mã này thì em lên lại mã 1 nha mọi người nha, 125k mã 1 Việt Đức luôn nha. Rồi ok, Duy Nguyễn này chụp gửi qua trang chị ha. Trời, nó đẹp lắm luôn, em mê luôn á. Em cho mọi người dồn đơn nữa, mọi người chốt thoải mái đi, rồi từ từ rồi hãy đi đơn. Chụp gửi trang chị đi Duy Nguyễn ơi. Cặp rồi chụp gửi quan trang chị nha. Rồi lên đưa em lại mã 1. Gì vậy? Đó là mã xám của Trần Huyền đúng không? Còn này của Anna Phạm. Anna Phạm, Trần Huyền. Còn này là của Trần Huyền. Còn này của Duyên Nguyễn nha. Tù cho nó đẹp, nhức nhói luôn. Nè, phê lắm luôn mọi người. Lên lại mã 1 thì em Việt Đức nha mọi người nha. 125k mã 1, quá đỉnh luôn. 125k thì em mã 1. Nhận về đi rồi phê ha. Nhận về đi rồi quảng cáo cho người bao người nghĩ sao vậy con. Chán rồi quảng cáo. Kaki hả? Quần tay size 39-40. Với gì nữa mọi người đọc luôn đi, mọi người giới cái quần kaki nha. Kaki chia đủ size ra cho. Rồi lên đây em size 29 nha mọi người nha. Lên mã 1 lại giùm em nè, 125k mã 1 nha mọi người, nhìn nè. Nhìn chuẩn giùm em nha. Trời ơi nó đẹp từng đường kim mũi chỉ luôn, sắc sảo như thế này nè. Không chốt hay chốt cái gì, đỉnh của chốt luôn nha mọi người nha.
em ba dòng người á, chắc vải là khỏi phải bàn về chắc cho em nè. Ở đây nó có mấy cái logo thương hiệu của nó ha, nó thiêu vô mới làm may. Rồi lên này giùm em size 29 mã 1125K Việt Đức nha mọi nha, 125K giùm em ha. Đơn tên Trần Hiền, đơn quý của Thiên Nguyễn. Rồi mã 1 giùm em, mã 1 giùm em ha. Rồi mã 1 cho Nguyễn Ngọc Linh. Lấy kaki size 33, đang chờ size 30. À quần tay size 30 luôn. Quần tay size 30. Bóc quần tay size 30 luôn đây, Việt Đức luôn nè, mã 2 nè. Size 9 em đang like là like 1 size nha mọi người, 1 cặp như thế này là 1 size nha. Rồi con này mã 2 hả? Lấy hết rồi. Bán hết phần này. Đây mà lấy cho Nguyễn Ngọc Linh rồi. Lấy rồi. Xong lo nha Linh Nguyễn. Rồi lên đây giùm em. Đây mã này mã 2 giùm em. Rồi đẹp quá, đẹp luôn á trời. Rồi mã 2 giùm em. Không sợ Linh chốt không được á. Không sợ là nhắn tin rồi mà chốt không được á. Ôm kaki lên, lên trên đó nữa đặt cho con gái vô. Bóc một thứ mỗi cọc size quần kaki lên đi. Rồi mã 2 giùm em nha. 125K mã 2. Nhức nhối luôn. Mã 2 cho Đoàn Thị Hồng Loan, vừa bị cho Phụng. Rồi con này con mã 3 toàn bộ mà. Nãy giờ toàn hàng Việt Đức không nào, mọi người thấy không? Nhức nhói luôn ha. Rồi mã này giùm em là mã 3. Trời ơi, đã lắm luôn mọi người ơi. Hàng thương hiệu mọi người chốt đi. Hàng thương hiệu mọi người cứ yên tâm đi. Ví dụ mà hàng nào nó không có thương hiệu, còn hàng có thương hiệu mọi người chốt hết cho em. Thật sự luôn, đừng để rớt lại con nào hết trơn á. Không có con nào xấu hết trơn á. Con nào cũng đỉnh cùi chớp hết trơn. Trời ơi, nó đẹp nè. Cái này có súp nữ á, thì nó bình thường thôi, mà súp nam nó đỉnh luôn á, thật sự. Cái nào em nói rõ ràng. Ồ rồi, không được, nó bị ấy, nó bỏ ra đi. Cô kiểm tra nha boy. Nè có nhìn không vậy? Bỏ nó ra đi. Nè có nhìn không? Coi banh ra. Mã đó mã mấy hả? Nhìn cho kỹ nha boy nha, trời chết luôn hả? Kiểm tra đi kỹ. Mã đó mã mấy hả? Mã này mã 2 đúng không? Đúng không? Đó mã 3 đúng không? Cái đó phải mã 2 không? Rồi cái chút mã 3 lên mã 3 nha. Rồi em còn một con, cái này cũng hàng Việt Đức luôn nha, màu xanh đen tặng 99k nè. Việt Đức luôn nha mọi người nha, xanh đen tặng luôn 99k, size 29 nè. Đây nhanh tay được nha. Việt Đức nha mọi người thấy không? Rồi, lên đơn giùm em mã này, mã xanh đen giùm em tặng 99 nha. Xanh đen tặng 99k Việt Đức nha mọi người nha, chứ không phải hàng thường đâu ha. Rồi mã 3 cho Thảo Phan nè, Thảo Phan ra cọc. Ai có đơn ra cọc giùm em nha. Mã 3 Thảo Phan. Rồi, đi xanh đen 99 cho Đoàn Thị Hồng Loan. Dự bị cho Thảo Phan, Thảo Phan ra cọc đi, ghi Thảo Phan vô đi rồi hả? Cái kia dự bị cho Thảo Phan luôn, chờ Thảo Phan ra cọc. Ai có đơn ra cọc. Rồi lên đây giùm em, mã này giùm em là mã 5. Rồi con này con mã 5 giùm em nha mọi người nha. Mã 5 giùm em. Rồi cái này nó đen Việt Đức luôn nữa nè. Rồi xuất sắc. Rồi mã 5 giùm em nha mọi người. Ai mua được cái này giá nó rẻ lắm luôn á. Do biết sao người ta nhập giá cao lắm. Hàng công ty là nó đã quy định niêm yết giá rồi, là nó đã có giá sẵn rồi, là niêm yết đó là mình lời trong cái quy định thôi. Chứ không phải như cái hàng mà mình nhập chợ An Đông hoặc là chợ Tân Bình thì mình về mình muốn giá vô bao nhiêu mình tự mình muốn lời bao nhiêu mình lời. Còn công ty nó đã niêm yết giá sẵn rồi là cũng như là ăn theo cái hoa hồng phần trăm của nó thôi. Rồi lên đây em mã 5 nha, chúc mã 5 lên mã 5 mày bỏ đại đi nhanh đi. Mò quá là không có dám like, sợ nó bị đùng máy rồi là bỏ lộn. Rồi mã 5 giùm em nha. 125K mã 5. Mã 5 125K mã 5. Mã 5 cho Nguyễn Ngọc Linh. Rồi con này con mã 6 giùm em nha, size 29 đó nha mọi người nha. Trời ơi cái màu này đẹp. Khác nhau khác cái vân. Trời ơi nó đẹp. Vân nữa nè. Trời ơi đẹp lắm mọi người. Rồi con này con mã 6 giùm em, size 29 mã 6. Rồi mã 6 size 29 giùm em mã 6 nè. Ai chút mã 6 lên mã 6 giùm em kiểm tra. Rồi mã 6 giùm em nha, 125K mã 6. Rồi xám em còn con size 29 luôn nha. Ai chút xám lên xám nha, 99K mã xám size 29.
Rồi sáng 99k sao 29 giùm em ha. Rồi mã 6 cho Nguyễn Xuân Trang. Rồi mã này mã xám giùm em sao 29 99k nha. Sao 29 mã xám giùm em 99 nha. Xám em còn con size 31 này nè, ai chúc 31 lên 31 giùm em 99k nè. Rồi em còn hai con hàng size 34 nè, ai chúc 34 lên 34 luôn nha. Rồi 899 cho Nguyễn Xuân Trang. Trời ơi hai con này quá đỉnh luôn. Size 34 nha mọi người. Con này có ai 34 chốt, 33 34 chốt được nè. 33 34 chốt được giùm em nè. Trời ơi nó đẹp. Xuất sắc luôn mọi người. Rồi lên đơn giùm em mà nó giùm em hả? Kaki hả? Kaki. Mọi thứ lấy thì sao? Mọi thứ lấy không? Lấy đủ size thôi. Lấy đủ size thôi. Rồi lên đơn giùm em mã này giùm em nè. 125k giùm em mã này mã xám. Mấy con này em nói sự mọi người nha. Mấy con này thì bận mà đi tìm đi đồ phối áo phối đồ rất là dễ mà rất là sang. Cái màu này sang cực kỳ sang luôn nha mọi người nha. Rồi lên đơn giùm em mã này giùm em là mã xám này 125k giùm em nha. Hàng này là em bao viết cho mọi người luôn ha. Rồi lên đơn giùm em mã này mã xám phơm là phơm chuẩn nha mọi người. Phơm này là siêu chuẩn luôn giùm em ha. Rồi mã xám giùm em. Cái này là hàng cao cấp. Rồi mã sáng giùm em ha, 125k size 34. Size 34 này nó dao động là cỡ khoảng 70-75kg tùy theo chiều cao. Cỡ khoảng tầm đó đó. 75kg á. Nói chung là tùy theo chiều cao à. Dao động 75kg. Rồi sáng 125k cho Anna Phạm. Trời ơi nó đẹp. Rồi xám 125 cho Phan Chiến nè. Coi thử Phan Chiến cặp chưa. Coi Phan Chiến cặp chưa. Em lên cho sao thì nó nặng. Rồi size 39-40 nè mọi người nè. Rồi em lên size 39-40. Trời ơi Việt Đức nè nè. Trời ơi nó nặng quá à. Em lên 40 trước đi. Cọc 40 nó nhẹ hơn. Cọc 39 nó nặng quá trời nặng. Dỡ lên nổi luôn á trời. Cho cái chị luôn đúng không. Ba gấp luôn này lại được không. Là đi đâu lệnh bên nhà mẹ. Rồi con này là con size 40. Size 40 nè, nãy Xuân Trang hỏi đúng không? Size 40 này Xuân Trang ơi. 125k mà nó như thế này thì không chốt thì chốt cái gì. Việt Đức nữa nha mọi người nha. Con này Việt Đức nữa nha. Xuất sắc như vậy nè. Rồi lên đơn giùm em. Rồi quay lại mã 1 giùm em nè. Quay lại mã 1 giùm em nha mọi người nha. 125k size 40 giùm em. Ôi dồi ôi nó đẹp. Hàng hãng thì đương nhiên là nó chất lượng. Chất như nước gất luôn mọi người ơi. Nó đẹp nè. Phan Chiến. Đúng không? Cái đó của ai? Phan Chiến là của Anna Phạm đâu? Hả? Anna Phạm chưa đâu hả? Cùng. Vậy là mày bỏ lộn rồi đó. Đúng cái này mặt cái này mặt cái này. Sao cười gì? Rồi cái này cho Nguyễn Xuân Trang. Mã 1 cho Nguyễn Xuân Trang. Bốn mươi eo bao nhiêu rồi ok vậy đo. Còn em sợ em chốt 39 cho chồng em đi. Trời con đen mọi người ơi, con đen. Rồi lên đen luôn đi mọi người. 139 hay 125k mã đen đi. Không ở đâu mà giá này đâu. Ai mà nhận về là chỉ có từ phê thôi mọi người. Nó rẻ mà gọi là quá rẻ luôn. Cái eo này tới 100. Nói chung em hay chốt cho chồng em size bao nhiêu thì em chốt size bấy nhiêu đi cho em đo eo là nhiều khi nó bận dưới cái đì của nó đó. Đây này cỡ khoảng 100 là 100-102 gì đó. Cái hộp màu trơn hả chị thấy sọc nè. Có trơn nữa đó, có trơn nữa đó Ngọc Linh đây có trơn. Rồi đen 125k. Trời ơi nó đã. Sướng ghê luôn á trời. Đen quá đẹp luôn. 40-125k. Rồi mã này là em lên mã đen 125k cho Trang Huỳnh.
Rồi dự bị Gia Nguyễn Xuân Trang, trang hình dự bị Gia Nguyễn Xuân Trang. Nó còn con đen, ai còn con đen nữa nè, để thôi cho Nguyễn Xuân Trang luôn. Trời ơi, mẹ ơi nó đẹp. Là cái pan của nó nhét vô trong túi quần này, này cho nó gọn nè boy. Xếp mấy quần xịn á. Cái pan nên bỏ vô một túi thôi. Để cho nó gọn á. Bỏ con bỏ thôi cũng được rồi con. Để ngoài nhìn cho nó đẳng cấp. Trời ơi. Trời ơi, Xuân Trang sướng này nha. Nó đã quá. Này của Nguyễn Xuân Trang. Trời ơi, nó đã giả men luôn á. Có 31 nha. Rồi, lên con này cho em là con mã này giùm em là mã gì? Mã 2 đi. Mã 2 giùm em size 40 nha, 125k mã 2 giùm em. Rồi con này con mã 2, chút mã 2 lên mã 2 giùm em nha. Cái nền này thì nó dễ phối áo lắm mã 2. Ai chút sơ mi chút gì từ từ nha, cái gì cũng có cho mọi người ơi. Hàng này hàng sale thì anh Lý thì mọi người mua cứ từ từ mà mua, chứ bây giờ mà nó nhiều quá hàng shop mà nó lộn xộn mẫu. Nên là cái gì cũng có. Từ từ giùm em. Rồi mã 2 cho Trang Huỳnh. Rồi mã này mã 3 giùm em nha. Mã này mã 3 giùm em, size 40 mã 3 giùm em ha. Mã 3 giùm em. Nè, nó gưng như vậy nè mọi người. Nó là nền đen nhưng mà kiểu của nó là nè. Nó bị cái màu đưa sát vô nó máy, bên ngoài nó đẹp lắm. Tự tin luôn, rất là đẹp luôn. Do là đưa sát vô cái đèn nó bị nhòe á, nên là nó vân của nó không được chuẩn, nó không được đẹp, cũng bên ngoài đẹp giả men chưa nè. Wow, gọi là quá rẻ luôn chứ không phải là rẻ đâu. Rẻ lắm. Mã đó giùm em là mã 3. Rồi con mã 3 giùm em ha. Rồi em lên 39 đi mọi người, 39 đi. Đưa cái kéo màu cam lên đây đi. Nặng quá không lên nổi luôn, bứt ra luôn. Nặng ghê luôn. Em lên 39 nha mọi người. Hồi nãy ai hỏi em size nhiêu nữa vậy? Hồi nãy ai hỏi quần size nhiêu nữa coi để em lên luôn. Quần jean dài nó đẹp nhức nhối luôn nha mọi người nha. Quần jean dài đẹp nhức nhối luôn. Đây nè, hồi nãy Nguyễn Hà không chốt được màu đen kia, chốt màu đen 39 đi. Nè màu đen 39 nè Nguyễn Hà nè. Rồi màu đen size 39 này Nguyễn Hà nè. Màu đen size 39. Ở dưới đó. Quần gì? Size 28 quần gì? Quần kaki size 28 hả? Rồi ok chờ xíu. Rồi con này con mã đen giùm em size là size 39 nha mọi người nha. Đen size 39 giùm em nè, 125k mã đen. Rồi đen size 39 giùm em 125k nha. Chị nghĩ chồng em nó bận cái này là dư vừa rồi. Em chốt đen đi nè, Nguyễn Hà đã mất tiêu rồi. Em chốt mã này đi, chồng em bận vừa. Nó đâu tới mức mà cỡ này đâu mà em cứ đo theo eo. Cái này 102 luôn. Đây 102 luôn. Cái size 39 này 102 này, mỗi cái nó mỗi form khác nhau hay sao á. Size 39 này là eo 102 nha mọi người nha. Rồi lên đen giùm em nha, ai mà size 39 này chốt mà đen giùm em nè. Rồi đen size 39 giùm em 100 eo 102. Rồi đen 125k cho Nguyễn Hà. Nguyễn Hà chúc một con hay hai con vậy, còn con nữa nè Nguyễn Hà ơi. Chốt luôn để cho anh Giang chồng nó bận nó đi làm. Màu đen trơn này nó dễ bận lắm luôn. Màu đen trơn dễ bận nè, có chốt hai con luôn không cho anh chồng nó bận luôn, size 39 luôn còn con nữa nè. 39 còn con đen nữa nha. Rồi con này vậy em là mã này là mã 3. Rồi mã 3 giùm em, ai chút mã 3 lên mã 3 nè. Size 39 mã 3, trời lóc trong nó đẹp chạm men luôn. Rồi mã 3 giùm em, ai chút mã 3 lên mã 3, 125k size 39 nha, mã 3. Eo 102 á. Eo 102 á. Rồi mã 3 nè. Mã 3. Gì? Đúng rồi, đi nó đi đi. Đúng rồi.
Rồi con này con mã 4 nè. Hai chiếc mã 4 này, mã 4 nha mọi người, nhìn lâu trong nó đẹp quá đi. Rồi mã 4 giùm em có 125.000. Em đố mọi người cầm 200.000 mà vô shop mà sờ được cái quần tây này ha. Em mất cái gì em cũng mất luôn ha. Giờ em bán shop nam em biết nha. Đố mọi người cầm được 200.000 vô được sờ mấy quần này ha mọi người ha. Ở đây mọi người mua được 125k thôi, nó quá rẻ. Em đố mọi người mà cầm 200.000 mà vô shop mình sờ được cái quần này ha. Mã 4 giùm em ha, 125k mã 4. Không phải lúc nào cũng có đâu mọi người. Rồi lên mã này giùm em mã 5. Giá nhiều bán nhiều thôi chứ đâu có bớt. Rồi mã 5 giùm em, giá bao nhiêu là nó bán bấy nhiêu thôi, đâu bớt gì đâu. Mã 5. Do hàng này là giá của nó là giá chuẩn rồi, thành nên đâu bớt. Giá này giá niêm yết á. Mã 5 giùm em mã 5. Em này em 102 rồi. Rồi con này con mã 6 nè, ai trước mã 6 lên mã 6 nè. Rồi mã này mã 6 giùm em ha. Vô đi để lộ mã 6. Mã 4, mã 5, mã 6 nè. Lên size 30 hả? 30 quần tây hay quần kaki? Size 30 mà quần tây hay quần kaki nè, Việt Đức nè. Nè Việt Đức này chốt hết đi nè. Nè Việt Đức nè. Việt Đức là cái bao bì của nó Việt Đức luôn nè. Nhưng mà cái này là chị bung bao ra rồi là chị bỏ bao luôn, do nó kêu nó không có dính á. Rồi mã này giùm em cầm em mã 6 giùm em. Rồi mã 6 giùm em hàng Việt Đức nè, Hà chốt luôn đi nè. Con này con hàng Việt Đức nha. Nè, Việt Đức nè. Rồi mã này mã 6 giùm em có 125.000. Rồi mã 6 giùm em 125k mã 6. Mã 6 125k Việt Đức rồi nè. Sáu cho Liễu Đoàn Thị. Lên số điện thoại chị đi nè, Nghĩa Hà đâu, lên số điện thoại đi. Ở bên nào có số điện thoại, tới hồi đi đơn nó đâu có gọi cho em được đâu. Không có đơn là không có lên, không có đẩy đơn được, không có số điện thoại không có đẩy đơn được. Mã 6 là cái mã hàng Việt Đức á, là cái mã mới vừa bỏ vô á, tay cái bao ra đi. Ừ. Coi số điện thoại lên chưa? Số điện thoại không? Vậy là cho nó lên số điện thoại chị. Lên số điện thoại để nó lưu ở trên hệ thống máy vi tính luôn nha. Nguyễn Hà, để lên lại số điện thoại em chị đi nè cưng ơi. Rồi Việt Đức màu đen luôn mới ghê nè. Việt Đức màu đen luôn mới ghê nè. Bỏ cái bill kia ra đi, lấy bill sau đi, bill sau có số điện thoại luôn. Con này con đen Việt Đức nè. Con đen này đen Việt Đức luôn nha. Nè. Trời ơi đẹp chưa? 39. Đen hàng này hàng Việt Đức nè. Nó rẻ mà phải nói. Rồi lên mã đen giùm em hàng Việt Đức nha, mã đen giùm em nè, còn con hàng Việt Đức nè. 125k. Liễu Đoàn Thị. Trời ơi. Đen hồi nãy như Xuân Trang có chốt mấy con size 40 rồi đúng không? Mấy con size 40 đó là ấy đó Xuân Trang. Rồi con này lên đây giùm em nè. Rồi lên đơn mã này mã 8 giùm em đi, ai chút mã 8 lên mã 8 nha. Mã mấy? Mã 8 đi. Rồi mã 8 giùm em nha. Size 39 mã 8 giùm em nè ha. Ai chút mã 8 lên mã 8. Rồi em cho mọi người ít kaki rồi em lên lại quần tây, em lên áo hộp cho mọi người nha. Ai chút áo hộp em lên áo hộp cho nè. Em có size 36 và đồ đủ size nha. Áo hộp trơn nè. Có 3 size nè, mã sáng giùm em nè. Em tặng 95k thôi nè. Giờ con này em chốt tặng luôn 85k. Con này nó có size S nè. Size XL nè. Ồ em còn size S với size XL. Em tặng luôn cho mọi người ha. Đẹp dạ men. S và size XL giùm em nha. Ai mà chốt S á em tặng mọi người 80.000 đi, là do size S là từ khoảng 40 tới 65 kg á. Con áo hộp này là 40 tới 65 kg lần nha mọi người nha. Lên mã xám giùm em nè.
ai chốt S thì em tặng cho mọi người giá 80.000, mà còn ai chốt sấy trên L là 85k nha mọi người nha, đẹp như vậy nè. Cái này là cái tay của nó nha, túi nó có một túi thôi nha. Cái này cái tay này gập lên để biết tay ngắn tay dài, cái này tay dài nha. Rồi lên đây mẹ mã sáng giùm em. 85k ha. Đen hết rồi. Đen hết rồi em. Không biết ở dưới còn không nữa, để chị coi thử. 39-40 biết dưới còn không. Rồi 8 kèm size giùm em nha, lên một tay 30 đi chị. XL là cỡ khoảng 85kg gì đó, tùy theo chiều cao á. XL cỡ khoảng 85kg, 90kg, tùy theo chiều cao. Caro chờ em xíu một chút, lên đất con cà kia mình đưa cho nó gọn gọn. Xám size S và size XL cho Nguyễn Ngọc Linh. Rồi S đó là ghi 80k đi. Nguyễn Ngọc Linh ghi con S là 80k nè. Đây, S 80k vô cho Nguyễn Ngọc Linh. Ghi 80k, rồi còn XL ghi 85k. À rồi ok. Rồi ok, em lấy một con S thôi đúng không? Rồi ok. Con XL dao động á, dao động XL là dao động từ khoảng 75kg nếu thấp người, còn mà cao là 75 cho tới 90kg nha. Con size XL là dao động size từ khoảng 75 cho tới 90kg, ai muốn bận rộng là 70kg vẫn bận được nha. Do cái hàng này á, là dạng như đóng áo cho thùng á mọi người, đi đám đi tiệc rồi này kia mọi người bận á, thành cho nên là phải là nó hơi rộng rộng tí ha. Rồi XL cho Phan Chiến. XL cho Phan Chiến. Em còn một con size S thôi. Có size 32 nó đủ size cho, không thiếu size gì hết trơn á. Không thiếu một size gì hết trơn á, đủ size. Áo hộp này đợt trước Linh có mua rồi nè. Đợt trước em có mua hàng áo hộp này của chị rồi nè. Rồi con này con sáng giùm em size XL nè. Quên con kem. Ai chút kem lên kem thì em sẽ XL mã kem. Rồi mã kem mẹ em XL 85k mã kem. Ai chút kem lên kem 85. Size XL nha mọi người nha. Rồi lên mã kem thì em 85k lấy đây. Kem 85k thì em mã kem nè. Rồi con xanh này đẹp lắm nha Linh. Rồi kem nha Linh Tuấn, Linh Tuấn ra cọc đi Linh Tuấn nè. Có đơn ra cọc giùm mà nhìn chị nha, ai có đơn ra cọc nha. Trời ơi con xanh này đẹp nhức nhói luôn. Xanh này là VIP luôn nha mọi người. Linh chốt đi, nói chung nó không rộng lắm đâu. Chồng em đó mà 70kg là bận máy được. Rồi con xanh này là em chốt mọi người 99k nè, mã xanh ngọc nè. Bên ngoài nó đẹp hơn bên trong nha mọi người nha. Con này bên ngoài đẹp hơn bên trong, rất là đẹp luôn. Con này nó mắc hơn con kia gần 100.000 lượt. Nó mắc hơn con kia gần 100.000 lượt ha. Rồi lên đây giùm em, mã đây giùm em là mã xanh. Rồi lên mã xanh giùm em ha. 99k mã xanh. Xanh giùm em 99k mã xanh. Trời ơi, cái này nó caro nhí đẹp lắm luôn á. Cái này là cái caro nhí nha mọi người nha. À, con này nó caro nhí chứ mà nó là màu trơn, nó nhí nhuyễn luôn á, đẹp lắm luôn. Đây nè, nhà gì? Nên hàng nhập thùng. Size trên L 70 cho tới 85kg tí trên L. Nè con, em có chốt caro không nè? Caro còn con size L nè. Có chốt caro không? Rồi con này con màu ruốc size trên L nè. Rồi xanh da na phạm nè. Rồi rút sấy trên L đây nè mọi người nè, rút sấy trên L giùm em nha, tặng luôn 79k. Rồi rút này sấy trên L em tặng luôn 79k nè, chú rút lên rút giùm em nha. XL em tặng 79k nè, ai nhanh tay được ha. Rồi sấy trên L giùm em mà rút em tặng 79k. Rồi rút giùm em tặng 79k mà rút nha mọi người, ai chú rút lên rút giùm em 79. Rồi rút tặng 79k. Không, con này XL to à. Em hay mua áo hộp cho chồng, biết là áo hộp phơm to mà tới 90kg luôn á. Chồng em đang nhiêu ký, chắc lẽ chồng mày đang 100kg hả? Nay chắc lẽ nó 100kg hả? Nay nó ghê vậy hả? Nó nếu mà nó to, nó cao như vậy là em cứ chốt cho nó XL là vừa rồi.
Con này là size áo hộp là size XL to nhất mà. Con này là áo hộp mà. Áo hộp này size XL to lắm. Có XL nha. XL to lắm, nó không phải như hàng thường đâu cưng ơi. Caro XL cho chị Nga Ngọc nè. Rồi rút cho em tặng 79k mà rút nè. L nó có tím trơn nè. Rồi tím trơn 85.000. Rồi tay từ từ chờ xíu, nói chung cái gì cũng lên hết trơn á. Trời ơi vải nó đẹp dã man luôn. Rồi size L giùm em mã tím nha mọi người. Em tặng 85k mã tím 85.000. Size L nha mọi người nha. Áo hộp nha mọi người. Áo hộp này là vải là siêu mát luôn. Vải mát mà mịn lắm. Rồi lên đơn em mã này mã tím giùm em ha. 85k thôi. Tặng luôn 85k mã tím. Rồi tím 85.000 giùm em mã tím L. Tím L cho Nguyễn Ngọc Linh. Em còn một con sấm đậm nè. Sấm đậm sấy trên L nè mọi người nè. Này nó có ba màu khác nhau nhưng nó không giống nhau đâu nha mọi người nha. Con này là con sấm nhạt nè. Sấm nhạt, sấm đậm và nó tới ba màu á. Sấm này có tới ba màu, cái này là sấm nhạt nè. Rồi sấm nhạt, ai chúc sấm nhạt lên sấm nhạt giùm em nha. 85k sấm nhạt nè. Rồi sấm nhạt giùm em 85k nha mọi người. Ai chúc lên đơn giùm em sấy trên L. Sấm nhạt 85k sấy trên L giùm em mà sấm nhạt. Sấm nhạt 85k sấy trên L giùm em. Rồi con caro nhí sang L. Rồi caro nhí sang L giùm em nha. Rồi tặng luôn 85 đi, ai nhanh tay được ha. Con này là caro nó rất là đẹp luôn. Bên ngoài nó đẹp lắm, sao vô trong hình. Rồi lên caro nhí giùm em nha, diễn nha. Sang L giùm em ạ, caro nhí giùm em 85. Caro nhí giùm em tặng luôn 85k. Không, cái này là size trên L của nó tới 90kg quay đầu được nha. Size trên L là 90kg quay đầu. Sấm đậm cho Trang Huỳnh. Caro nhí với Nguyễn Xuân Trang. Caro nhí với Nguyễn Xuân Trang. Sấm đậm XL cho Trang Huỳnh. Nó tùy á, nó tùy. Nó cái này phông to mà. Xuân Trang sấm đậm XL. Sấm đậm Linh Tuấn sấy trên L hả? Có sấy trên L rồi. Phía trên L nó còn màu xám này nha Linh Tuấn ơi. Chị chốt sấm này không? Sấm này comment ok không biết trong bao nó còn không nữa. Màu xám này chịu không nè? Sấm này chịu không nè? Có 85.000 rẻ. Con kia nó còn size S thôi. Rồi con này ít trên L luôn nè. Rồi lên đơn giùm em mã này mã 1 đi. Ôi ôi. Vải đẹp quá nè. Rồi mã 1 giùm em 99k. Mã 1 giùm em 99k nha đây nè. Nó nhí nhuyễn bên ngoài nó đẹp quá đẹp. 99k giùm em nha. Size này là size XL. Rồi lên đơn giùm em mã này mã nhí giùm em 99k mã nhí. Mã nhí 99k nha. Bên ngoài đẹp lắm. Bên ngoài nó mịn lắm. Rồi mã nhí em 99k quá rẻ luôn. Rồi nhí 99k giùm em mã nhí nè. Nhí 99k. Rồi mã này mã đậm xanh L nè. Mã đậm này xanh L 99k luôn nè. Caro nhí 85.000 nè. Caro nhí nè. Caro nhí là 85k. Chốt còi sao chứ. Hết rồi mà đâu thấy caro nhí nào. Rồi nhí cho Liễu Đoàn Thị nè. Rồi mã đậm 99 cho Nguyễn Ngọc Linh. Ồ, cái này đẹp. Rồi đậm cho Nguyễn Ngọc Linh. Nhiều lắm, nói chung áo hộp em nhiều lắm. Em còn con tím con sao gấp bao mất kia nè. Cái này bữa vận chuyển nè. Dám kêu vô gỡ ra nó bị
Rồi ai chốt tím lên tím thì size này size XL nha. Con này size XL giùm em, mã tím XL giùm em ha, 85k mã tím XL. Mã tím giùm em. 85k size XL giùm em mã tím. Rồi tím 85k size XL giùm em mã tím ha. Size XL nha mọi người nha, tím 85k. Rồi. Phan Chiến Diệu Hoảng rồi hả? Rồi ok, chờ chị chút. Cứ chụp hình gửi với Trang đi chị Riết. Rồi ghi Phan Chiến cọc 200. Phan Chiến cọc 200 ghi dưới đèn quên. Thảo Phan cọc 50. Thu Trinh nè, Thu Trinh chốt size 31 vì màu đen hả? Ở dưới đó còn quần tây đen size 31 không vậy Hải? Dưới đó có quần tây đen size 31 không? Duyên Nguyễn cộng 100.000. Hả? Bỏ Kiều Phương không cặp gì không chốt đơn nữa đâu. Bỏ Kiều à, quên, sorry, bỏ Kiều Phương cặp rồi. Em nẹt riết, em nhúng bị khùng ghê. Chờ một chút xíu đi, nói chung nó nhiều lắm. Lên kaki size 28 rồi, ok. Chờ xíu em lên mấy cái sơ mi này đi. Nói chung em lên nó lộn xộn. Hàng đẹp không là như thế này nè, mọi người này đẹp lắm luôn á. Sơ mi nè, đẹp nhất ngói luôn. Caro nè, đẹp đỉnh luôn nha mọi người nha. Caro xanh nó có size L nè. Caro xanh nó có size L. Rồi 99k caro xanh giùm em size L. Size XL nè. M nè. Rồi M, L và XL giùm em. M, L và XL giùm em mã caro xanh giùm em nha. 99k caro xanh. M, L và XL giùm em caro xanh 99k. Rồi caro xanh 99k size M, L và XL giùm em cho ra con đi nha mọi người thấy ha. Rồi caro xanh giùm em 99k size M, L và XL nha. Trời ơi đẹp chưa? 99.000 quá rẻ luôn. Táo hộp nha mọi người, con này tay dài, xuất sắc luôn. Caro xanh giùm em 99k size M, L và XL nha, đủ size nha, 99.000. Caro xanh giùm em 99k size M, L và XL giùm em ha, 99.000. Caro xanh kèm size giùm em ha. Đen trơn 31 lấy cho chị. Rồi chờ em xíu. Rồi caro xanh size L cho Hoàng Thị Thu Vân. Màu hồng rút rồi sau size gì size XL lưng lưng túng thôi. Rồi xanh nè, XL cho Thu Vân. Nếu còn con size M nha. L cho Thu Vân, Thu Vân ra cọc đây nè Hoàng Thị Thu Vân nè. Rồi size XL cho Liễu Đoàn Thị nè. Ai có đơn ra cặp không, còn con size M màu ruốc này size XL chốt luôn đi nè. Ruốc size XL. Rồi tặng luôn con ruốc này 75k. Con ruốc này size XL tặng luôn 75. Rồi lên mã này mã tặng đi, em tặng 75k thôi. Lên mã tặng em tặng 75k mã ruốc size XL nha, 75.000. Ruốc size XL 75k. Cái nào á mọi người thấy giá như thế này á là nó kiểu như là nó rớt size lại, nó còn một con á là nó giá tặng á mọi người. Chứ không phải là giá bán của nó như thế này đâu nha. Hàng này giá bán của nó rất là mắc. Nhưng mà cái nào mà chỉ cần nó rớt lại là kiểu như là cuối năm nó sẽ sale ra là nó giá nó rẻ. Niêm yết giá luôn, rút 75. Rút 75 nha Linh Tuấn nè. Được rồi. Rút 75 nha Linh Tuấn. Có túi nha chị Nga Ngọc nha. Áo hộp là đa số là có túi nha chị nha. Con này con áo hộp mà, áo hộp đâu phải có túi chứ. Đâu phải là áo áo ấy đâu, đâu phải áo thời trang đâu. Áo hộp là nó phải có túi nha chị nha. Nè, mọi người lưu ý giùm em nha, để về hỏi sao áo có túi là em thua luôn á nha. Cái này là áo hộp,
Ai đã xài áo hộp rồi là biết nha mọi người nha. Áo hộp này dành cho mọi người đi đám đi tiệc, hoặc là nói chung là mọi người xài kiểu như mà đi tới những nơi như ví dụ đi họp đi hành, hoặc là mình ấy mình đóng áo vô thùng rất là đẹp luôn nha. Đó, cái con này là con có túi nha, chứ không phải là áo không có túi đâu ha. Có túi giùm em. Con này con đậm nè, con xanh đậm, con kia này là con xanh nhạt, con này con xanh đậm, hai cái khác nhau nha. Con này đã dạng qua là xanh bích nè, còn con này là xanh hơn nè mọi người thấy không? Con này một con xanh bích nè, một con xanh nè. Rồi lên mã này mã nhạt giùm em đi. Không, lên mã 1 giùm em đi, khỏi mấy công lộn. 99k mã 1, em có hai con thôi, size L và size XL đẹp lắm. Rồi lên mã 1 giùm em, không giống nhau nha mọi người. Em đưa mọi người so sánh rồi, không giống tí nào luôn nha. Một con màu xanh bích và con này nó qua màu dạng như màu xanh, nói chung là nó nhạt hơn, nó không có giống ha. Rồi lên đây giùm em mã này, mã 1 giùm em nè. 99k kèm size L và size XL. Rồi em mời 99k cho Phụng nè. Phụng cọc mai mốt cộng 100.000 luôn đi, cọc 50.000. Mua quen mà lo gì. Rồi mã 1 L cho Nguyễn Ngọc Linh. Rồi em còn một con size XL nha mọi người. Em còn một con size XL mã 1. Mã 1 em còn một con size XL. Áo hộp là dạng dành cho những ai mà công sở đồ đi họp đi hành, rồi là đi đám đi tiệc rồi này kia, tới những cái nơi mà lịch sự sang trọng đồ người ta xài, người ta làm công sở đồ, mọi người nó gắn kiểu như gắn viết gắn đồ vô túi á, nên là có túi nha. Còn mà những hàng mà không có túi là hàng bận bình thường. Rồi con này size M mã đỏ đô nè, size M mã đỏ đô em chốt tặng luôn 75k. Rồi lên M mã đỏ đô giùm em, ai chốt đỏ đô lên đỏ đô giùm em size M nha, 75k thôi nè. Rồi size M giùm em mã đỏ đô em tặng 75.000, size M đỏ đô 75. Rồi chúc size M lên size M giùm em nha, màu này màu đỏ đô giùm em nha, 75k giùm em. L hết rồi, Nguyễn Xuân Trang ơi. Caro tay cọc còn nha. Còn em còn size XL à. Còn XL đó chị Nga Ngọc ơi, em còn XL. Xuân Trang chúc XL là chốt nha, hết rồi. Rồi các ai chúc đỏ đô lên đỏ đô giùm em nè. Còn XL thôi. Rồi caro đen giùm em, caro đen này cũng là caro nhí cho em nha mọi người nha, size M. Caro đen là caro nhí giùm em nha, size này size M giùm em nha, 99k qua 95k giùm em nè. Rồi 95k giùm em nha, caro đen giùm em, caro đen nhí nha mọi người nha. Rồi size này là size M giùm em ha. Ai chúc lên đơn giùm em, M này là mọi người 70kg quay đầu là bận thoải mái luôn nha mọi người nha. 70kg là bận thoải mái, 70-72kg rồi là bận được nha. Caro đen giùm em ha. 95k caro đen. Rồi caro đen giùm em 95k. Ai chúc caro đen lên caro đen 95. Rồi nhí 95 cho Xuân Trang, bỏ này nó lồi ra, nó không mở ra, nó lại dán vô nó mất cha nó cái kêu. Này cho Xuân Trang. Tay ngắn nhiều lắm, mọi người chờ chờ xíu ha. Rồi con này con sọc size S nè, có ai chút S không nè. Rồi em có sọc này size S nha mọi người. Rồi lên con này con sọc giùm em size S nè, 95k mã sọc size S 95. Rồi sọc size S giùm em 95k, trời ơi rẻ đẹp. Thật sự luôn, rẻ lần mấy trăm lần là rất là sướng luôn. Mọi người mua con, mọi người thử mua mà. Như ví dụ mình mua mà so sánh mà rẻ được vài chục, mình đã thấy vui rồi, thật sự luôn. Rồi lên đơn giùm em mã này, mã sọc giùm em 95k size S mã sọc. Rồi sọc S. Sọc S cho Nguyễn Xuân Trang. Quang Chiến có S không? S đó, mới vừa lấy S xong họ có S không. Rồi con này con màu này, màu rút giùm em luôn này, S luôn. Rồi lên đơn giùm em mã này, mã rút giùm em S luôn nha mọi người nha. 85k giùm em mã rút S. Tặng luôn 80 đi. Em tặng luôn 80 đi. Em bán thì em nói chung là khoáng ba này du di, là em mang cái nào mà có một cái một là em tặng luôn. Rồi lên đơn giùm em con này mà rút giùm em size S nha, 80 nè. Màu này đẹp quá trời luôn. Không phải rút mà nó dạng như cái màu gì, màu này nó đẹp, đẹp hơn màu rút. Rồi 80 giùm em nè. Rồi lên S giùm em nha, S rút 80 gì nữa vậy trời. Chua nó ngon lắm nè. S rút giùm em 80.
Áo thun có nha, vợ kêu Phương cái gì cũng có hết trơn á, cái gì cũng có. Bây giờ có ai muốn chốt áo sơ mi nữa không? Cho em lên lần rồi chút xíu này em qua quần kaki luôn nha. Con này size 2, con size XL, trời ơi quá đỉnh luôn. Hai con size XL em chốt luôn 95k đi, quá đẹp. Rồi lên mã sọc mã 1 giùm em đi. Rồi con này con mã 1 giùm em. Size này size XL mã 1 giùm em nha. Cái size này dễ bận, chắc cái nào chút nữa, cái nào bung ra bung thử cái XL thì nó cỡ size nhiêu. Cho áo hộp thường thường thì nó như vậy mà không biết là cái form này nó như thế nào, trời đẹp quá. Rồi mã sọc giùm em nè. Rồi mã này giùm em, mã sọc giùm em 99k mã sọc nha mọi người nha. Phát trên Việt Nam chắc phải nó mịn. Rồi lên mã sọc giùm em 99k mã sọc. Trời ơi nó đẹp. Mã sọc giùm em 95k chứ em đọc hồi em lộn. Rồi mã sọc giùm em 95k mã sọc sấy trên L. Mã sọc sấy trên L giùm em 95k. Không, tay ngắn này nó có hàng Hollister, còn cái này nó cũng có hộp đó, nhưng mà giờ nó lộn xộn không biết nha. Thôi thì nó còn nằm bên dưới không. Rồi lên đơn giùm em mà đây mà sọc 95. Tay chút sọc con mình lên sọc giùm em mà đây mã 1. Màu khác nhau nha mọi người nha. Rồi con nào con mã 1 nè. Màu nè mọi người. Mã 1 giùm em 95k mã 1. L. Cái này em có size M nữa nè mọi người nè. Con sọc này đẹp chứ nè. Em có size M nè. 95k giùm em nè. Rồi con này con mã 2 giùm em 95k, em có size M và size trên L nha. Rồi con này con mã 2 giùm em có size M và size trên L giùm em mã 2 95k mã 2. Mã 2 giùm em 95k, size M và size trên L giùm em mã 2 95. Mã 2 giùm em 95k mã 2. M và size trên L nha mọi người nha. Rồi em nhận chiên nha, em chiên kaki nha mọi người nha. Cái này mai ai chốt nữa thì em lên tiếp. Nói chung là như vậy, nó lộn xộn nó nhiều. Em lên cho mọi người đỡ ngán nha. Mã 295 xí xin L cho Liễu Đoàn Thị nè. Ai muốn chốt nữa thì ngày mai em lên đi. Bây giờ em lên chiên kaki cho mọi người chốt này, cho nó tùm lum cho nó đủ quái chứ, để mất công lên người có người không có ha. Ủa nãy Trần Huyền chốt quá trời, sắm thị ra đây luôn cho Thịnh Hương mai về lấy. Trời ơi, nói rồi mà nãy đã quăng lời ra rồi mà sao kỳ vậy? Chết rồi, lại lựa nữa. Rồi bây giờ đang lấy cái lựa đi cho tỉnh. Lựa Trần Hiền hãy ra đi. Trần Hiền đang cấp kia có thôi. Này em lên kaki nha. 31 quần tay 31 hả? Cái này kaki trời ơi, nó đẹp nhất cái nắp. 30 kaki. Trời ơi, mẹ ơi. Có quần lửng nữa nha mọi người nha. 29 nè. 28 nè, lên kaki, còn như này cắt luôn, nặng giả men luôn á. Trời ơi, kêu đi mới kéo cam lên mà nó không nghe luôn á trời, chậm kinh khủng luôn á. Mấy đứa này mà cho khổ nó đi chạy bàn là hả, làm một buổi một là chủ nó đuổi liền. Nó chậm cả này phục vụ ta sao phục vụ. Xa 28 giùm em kaki vip nha mọi người. Là quá viết luôn nha. 300 mấy một con ha mọi người ha. Rồi em chốt luôn tặng luôn 125k, 300 mấy một con như thế này xịn đét luôn. Em bao xịn nha. Em nói cái lô này đồ nam nó đẹp cực kỳ luôn á, tự tin luôn, đẹp cực kỳ đẹp. Rồi lên giùm em mã này giùm em là mã 1, 125k mã 1 giùm em. Rồi cái màu này sang size 28 nha. Em đang like là like size 28 nha mọi người nha, viết như thế này nè. Nè, 300 mấy nè mọi người thấy không? Rồi lên đơn giùm em. Mã này mã 1 giùm em size 28 nha mọi người nha. 125k giùm em mã 1. Sắp thẻ bao cái rách kìa. Còn 4 mình size nhiêu? 28 nè. Cái này là kaki size 28, mới vừa like kaki size 28 đó trời. Cái này là kaki mà.
Rồi con này con mã 2 nha, size 28 quần kaki nha. Khổ ghê luôn. Rồi mã 2 nè. Kêu lên kaki mà cứ hỏi cái này là lên kaki mà. Rồi con này con mã 2 giùm em nè. Rồi 125k mã 2 giùm em size 28 nha. 125k giùm em mã 2 size 28 quần kaki, nhìn là biết liền nó dày hơn mà. Đây là quần kaki đó nha mọi người, không phải quần tây đâu nha, đừng tưởng quần tây rồi là hỏi nữa là em mệt luôn á. Rồi mã này mã 3 giùm em nè. Rồi con này con mã 3 giùm em nha. Rồi mã 2 cho Phan Chiến nè. Rồi con này con mã mã 3 này ai hồi nữa mà size 28 nè. Hồi nữa ai size 8, con này nó kẹp mẫu nè. Con này kẹp mẫu nó bị bụi nè. Hồi nữa mấy con bụi nè, ai mà chốt cho chồng về bận mà đi làm mấy em tặng rẻ nha. Em tặng rẻ bao nhiêu lỗ bao nhiêu em cũng chốt luôn. Đó mã 2 là con đó đó. Con nào mà kẹp mẫu mà nó bụi là em tặng rẻ nha mọi người. Hồi nữa hai con này nè, nó kẹp nó bụi đường này nè ha, em tặng rẻ cho mọi người. Hồi nữa con nào dơ thì ghi dơ nha, chút rẻ cho về mọi người xài. Rồi con này là con cho em là có chốt hết không chú, chứ sao gì ta, mấy con này chẳng lẽ mấy con kẹp mẫu á. Trời ơi chết. Kẹp mẫu nó bị dơ đường sườn nè. Mấy trăm ngàn con không á. Nằm trong bao chứ đâu có chưa có bung luôn, cái hàng này chưa bung luôn mà sao kỳ. Mọi người yên tâm đi nha, bên em bán hả, cái nào mà bán thì em bán. Rồi lên đi giùm em nha mọi người, ai chốt mã này giùm em là lên mã 3 giùm em đi, màu này rất là đẹp. Rồi con này con mã 3 giùm em ha. Tặng bao nhiêu từ từ chút xíu nữa tặng là báo ha. Rồi lên đi giùm em mã này giùm em mã 3 giùm em, 125k mã 3 nè, size 28 nha, kaki nè, kaki xịn nha, 300 mấy một con nè. Rồi 125k giùm em mã 3. Rồi ai chúc mã 3 lên mã 3 giùm em, 125k size 28 nè, mã 3 nè. Ai hồi nãy hỏi quần kaki size bao nhiêu đọc luôn, em lên luôn nha, em lên size 31 nha. Kaki em lên luôn size 31 nè. 28, 29 là chốt được nha, mã 3 giùm em, 125 mã 3. Ấy quần kaki màng ma này nó phân lộ một con quần đen nè. Quần đen quần tây hàng Việt Đức em còn con nè. Á chị gì ta? Chị Nga Ngọc đúng không? Ai mới hỏi em là quần đen nè mọi người. Ai hỏi em quần tây đen nè, một con Việt Đức luôn nè. Nó lộn vô trong cái ba cái cọc quần quần kaki nè. Nó lộn vô cọc quần kaki nè. Một con đen size 31 hồi nãy ai mới vừa hỏi em xong. Hàng Việt Đức nè. Tình đét luôn. Con đen. Rồi đen Mỹ Mỹ lên 125k đi Mỹ Mỹ. Con hàng Việt Đức nó đẹp lắm. Rồi lên 125k đi Mỹ Mỹ lên 125k. Có đơn là cọc nha. Ai có đơn là cọc cho em nha mọi người nha. Có đơn là ra cọc giùm em ha. Rồi đen nha Mỹ Mỹ. Đúng rồi, đen đó, đen trơn đó. Mà nãy chị nói rồi, mà em nói chị chuyện chốt thôi. Mị Mị chốt mất tiêu rồi. Rồi đen này nè, đen này cho Mị Mị nè. Rồi con này con nâu nha mọi người. Con này nó hơi bụi ngay đường sườn này xíu thôi. Em tặng con nâu này 99k. Rồi lên mã này, mã nâu giùm em. Lên nâu tặng 99 giùm em nè. Rồi lên nâu tặng 99 giùm em nha. Lên mã này, mã nâu tặng 99k giùm em nha. Hơi bụi nhẹ nhẹ thôi. Size này size 31. Lên nâu tặng 99k giùm em, mã nâu tặng. Ghi ngay đây dơ nhẹ đi con. Dơ trong cái trên chỗ size 31 đó. Cái chữ dơ nhẹ lên. Rồi lên mã đây, mã tặng giùm em nha mọi người. Mã tặng giùm em 99k. Mã tặng hơi bụi thôi. Về mọi người vò sơ là được ha. Rồi 31 giùm em nha. Con này con kaki giùm em nha mọi người. Con này là con kaki nha mọi người nha.
Rồi nâu tặng đó là size 31 đó. Rồi giới nhị cho Thảo Phan này, nâu tặng đó là ấy đó. Bạn gì bị yếu mà. Đúng sai chứ. Rồi lên mã này giùm em, mã đen giùm em 125k mã đen. Rồi đen 125k quần kaki nha mọi người nha. Đen 125k giùm em mã đen. Rồi đen 125k giùm em. Ai chúc đen lên đen 125. Mấy con mà kiểu như là nó bị lỗi đó, để đợt sau mọi người nhận hàng này về đi, rồi đợt sau em tặng luôn, khỏi mấy con nó bị lộ ha mọi người ha. Nên là những con hàng lỗi này mọi người để chuyến sau em tặng cho mọi người giá rẻ. Nếu mà ai chúc cho chồng mọi người canh cái like sau em sẽ tặng. Nói chung là nó đã bị lỗi là em tặng cái giá quá rất là rẻ luôn, về mà cho chồng cũng bận. Rồi lên đen. Rồi đen Mỹ ra cọc cho chị luôn nha. Có đơn ra cọc nha. Rồi lên đây giùm em mã sắm đậm giùm em nha. Sắm đậm giùm em 125k rẻ cực kỳ. Rồi sắm đậm giùm em 125k mã sắm đậm. Kaki nha mọi người, kaki chứ không phải là quần tay nha. Rồi lên đơn giùm em mã này, mã sắm đậm giùm em nha, 125k rất là xịn sò như thế này, ai đã mua cho chồng mình rồi biết ha, xịn lắm luôn ha. Rồi mã sắm đậm 125k giùm em, mã sắm đậm. Sắm đậm 125k giùm em nha. Nói chung nó gần hết giờ rồi em like. Hết giờ anh nghĩ. Cô chưa thế cho anh chút nghe. Lai xíu rồi đây người mệt giờ chưa thế hết. Nó là 1 giờ tiếng. Rồi con này giùm em là mã sám trắng giùm em, cũng size 31 luôn, mã sám trắng. Ai chúc sám trắng lên sám trắng giùm em, size 31 nha, 125k giùm em mã sám trắng. Sám trắng giùm em 125k. Trời mấy con này đẹp quá trời. Giờ này lót trong nó mê luôn á trời. Rồi sám trắng 125k giùm em nè, form là chuẩn form luôn nha. Size 31 là sành đét luôn. Rồi sám trắng giùm em 125k mã sám trắng. Sám trắng 125. Không ngoái thì bỏ vô bao cũ lại đi. Ai chúc kaki size gì thì mọi người comment nha, để em biết em like, còn không em like quần lửng á. Rồi em còn một con Việt Đức size 32. Con Việt Đức này là dạng quần tây Hàn Quốc giùm em, dạng như kaki Hàn Quốc đó mọi người nha. Việt Đức luôn nha mọi người nha. Con này là dạng như là quần Hàn Quốc đó mọi người, dạng quần tây Hàn Quốc đó. Ai đã mua cho chồng mình rồi thì biết nha, hay quên mua cho người nhà mình rồi biết nha mọi người nha. Rồi lên mã đây giùm em nè. Cái này nó kiểu như cái đường gấp nó bị dơ dơ. Rồi con này size của nó là size 32, là dạng quần tây Hàn Quốc nha mọi người. Con này con dạng quần tây Hàn Quốc nè. Trời ơi con này nó bị gì vậy. Thích mẹ, con này nó xịn quá trời mà nó bị. Mấy con nó xịn ghê luôn. Size 33 này. Mà bà không có đưa lên đó, do kêu đập tay 29, 28, 29, 30, 31. Không có nghe ai đập 33, 34 là nó không có ôm lên đó. À, chốt nữa, chốt nữa em qua áo sơ mi, áo thun nha, áo thun em đưa sẵn lên rồi nè. Quần jean thì nhiều lắm luôn á. Rồi lên đơn lại giùm em, mã nó giùm em là mã 1 nè mọi người. Rồi con này con mã 1 giùm em, 125k, size 31 mã 1. Chua bây giờ đi lên hết trơn, mai ôm nè, để chị like cái này đi rồi mai chị cho dùng đơn nữa mà, cứ từ từ, cứ like từ từ. Rồi lên đơn lại mã 1 giùm em, size 31 nha, 125k giùm em mã 1, size 31. Mã 1, size 31, 125k mã 1. Rồi con này con mã 2. Quần lửng á Trang Nguyễn ơi. Nguyễn Phi nè, bên mình chốt đơn là cặp á, kaki lửng mình chốt anh tâm mấy cái rồi ok, chờ xíu mình lên cho. Rồi con này con nâu giùm em size 31 luôn, mã nâu nè, 125k mã nâu size 31. Mã nâu giùm em size 31 125k. Bà ngủ trễ không hiền, hồi nữa gọi điện được không? Hồi nữa tắt like gọi điện được không? Hỏi thăm nay được. Hỏi thăm nay được không?
ngày nay lu bu đóng hàng cho sĩ á, không có thời gian luôn á, hình nên là nó gọi cho bà mà quên biết à, lu bu á. Rồi lên đơn nè, chứ sao con Linh nó ba nó kêu ba nó bị tai nạn rồi là bị bắn ốc chân vô rồi không đi được rồi, không nó chưa nó không có lên á, kiểu chắc cho nghỉ luôn quá kiếm người, giờ đâu có thời gian đâu, lu bu. 31 không hỏi thăm á, hỏi thăm anh Tâm anh học ấy thôi, hỏi thăm anh Tâm anh học bên kia. Rồi lên đơn giùm em, mã này giùm em là mã nâu nè, ai chốt nâu lên nâu 31 giùm em 125k, cái ai chốt hôm qua luôn cho rồi khỏi làm lai quần lửng nha, ai hỏi thì hỏi tới hồi mà em like thì em đu rồi, có sao 29 này nè, để ai hỏi 29-30 nè, có ai chốt 29-30 comment em lên luôn cái để mất công nha mọi người nha, ai hỏi 29-30 thì comment nè để em lên luôn nè, còn không thì em qua luôn em khỏi like nha, mất công quá. Này sơ mi nè, có ai chút sơ mi em lên quần lửng ha, quần lửng sơ mi hợp với áo thun kiểu rồi, để mai em sẵn đây em like luôn. Con caro này đẹp quá, tính 29. Ngày 30 chắc mai quá Thảo Phan ơi, mai đi em. Mai đi, trời ơi con này đẹp quá nè. Bà chốt cái này cho anh Tâm bận nè. Con này đẹp nè. Con này anh Tâm anh bận đẹp nè. Nãy Hương chốt cho anh Thịnh đó mà không biết nè. Con này xí trên L là biết ông Tâm bận vừa không? Sợ không bận vừa. Con này xí trên L 60kg quay đầu cho em nha mọi người. 60kg ai cao thể hơn á, ai cao thể 62kg. Rồi lên mã này giùm em, mã caro xanh giùm em nha mọi người nha, 75k, hàng này VIP lắm nha mọi người nha. Rồi 75k giùm em nha, ai chúc mã này lên mã xanh đen giùm em, xanh riêu. Xanh riêu mà xanh đen. Rồi lên xanh riêu giùm em nha, 75k mã xanh riêu. Xanh riêu 75k, anh Tâm bận sai nhiêu vậy? Em lên mấy quần kaki lựng nha. Nhiều quá trời mẫu luôn, không biết nào. Ừ, tôi sợ con nhỏ không bận vô. Rồi lên đây giùm em con này size 34 nè mọi người nè. Rồi con này quần lửng size 34 giùm em nha mọi người nha. Ai chốt lửng lên lửng giùm em size 34 ha. Rồi em chốt luôn cho mọi người con này 69k thôi nè. Rồi size 34 69k giùm em, quá trời xịn luôn ha. Rồi size 34 giùm em 69k ha. Ai chốt size 34 lên riêu size 34 giùm em 69k. Riêu size 34 giùm em 69.000. Cái này mọi người bận được 2 kiểu nha mọi người nha. Mọi người thích bận gì thích mà kiểu như trẻ trẻ bận lật cái like lên ha. Rồi riêu giùm em 69k size 34. Riêu 69k. Riêu 69 cho Anna Phạm. Anh Tâm bận 31-32 rồi ok. 31-32 nè, 29 nè. Ai chút size gì lên luôn cho em nha. Rồi con này có con caro nằm trên em like luôn. Rồi con caro nè, caro này size như đây 34 luôn nè. Rồi con caro size 34 luôn, em chốt luôn 69k caro size 34 ha. Đẹp chưa? Caro size 34 hàng này hàng Hàn Quốc nha mọi người nha, dạng nó may quần Hàn Quốc á. Rồi caro size 34 giùm em ha. 69k caro size 34. Caro size 34 giùm em 69k. Lên caro 69 giùm em ha. Rồi 32. Rồi lên sáng size 32 luôn giùm em. Rồi xám size 32 giùm em 69k mã xám size 32. Rồi xám size 32 69k mã xám nè. Con này mấy cái quần này là bận đẹp nè, bà chốt mấy này cho anh Tâm bận hình nữa, này đẹp lắm. Thơm quần lưng cao mà rất là xịn. Rồi size 32 giùm em mã xám 69k mã xám, cái này đẹp. Xám 69k. Chốt xám lên xám 69.
Rồi ai chúc mã này lên mã nâu giùm em ha, size 32 luôn, mã nâu giùm em 69k mã nâu. Rồi nâu giùm em size 32 69k. Chúc nâu lên nâu giùm em ha mọi người ha, ai chúc nâu lên nâu 32 giùm em ha, 69k mã nâu. Cái này là kaki mà hàng đẹp nha, chấm 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 bài giùm em, làm like mấy con nữa em nghĩ. Rồi nâu size 32 giùm em 69k mã nâu nè. Rồi da bò luôn, em đang like size 32 là một size 32 nha mọi người nha, không like size khác rồi hết size 32 thì em báo nha. Nâu cho Hiền Trương nè. Rồi lên da bò luôn giùm em ha, chúc da bò lên da bò giùm em 69k da bò. Da bò 69k. Trời da bò vải đẹp quá. Da bò vải đẹp quá. Rồi da bò giùm em 69k mã da bò. Da bò 69k giùm em mã da bò này, da bò cho da bao đó. Ba ba có nha, đầy đủ size chưa á. Rồi lên đơn em mã này, mã riêu giùm em nha, size 32 luôn nha. Nói chung em khi nào em lên đổi size thì em báo nè, để em sợ lộn em đọc biết. Rồi mã riêu giùm em 30 size 32 nha, 69k mã riêu. Riêu giùm em 69k, hàng này dày nha mọi người nha, hàng này rất là dày luôn nha. Rồi riêu giùm em, đúng rồi, nâu đó. Rồi ai chúc riêu lên riêu nha. Rồi ai chúc đen lên đen nè. Bỏ con ra riêu của Hiền Trương, bỏ riêu ra đi, mai Hiền Trương lấy. Bỏ đen luôn giùm em nè. Bỏ đẹp lắm. Ba ba hả? Rồi ok, ba ba chờ một xíu. Rồi lên con này con đen giùm em nha mọi người, đen giùm em 69k mã đen. Đen cho Hoàng Thị Thu Vân, Hoàng Thị Thu Vân cặp chưa vậy? Đen cho Hiền Trương trước. Ai cặp là nhớ báo nha. Hoàng Thị Thu Vân cặp mà không chịu báo nè. Hoàng Thị Vân cặp 100.000 đi thôi. Hoàng Thị Thu Vân cặp 100.000. Mỹ Mỹ cộng 100. Mỹ Mỹ y dài đó, nó có hai Mỹ Mỹ đó, một Mỹ Mỹ y ngắn, một Mỹ Mỹ y dài. Mỹ Mỹ là Mỹ Mỹ y dài. Hết tiền rồi. Nó có con ái cũng đẹp mà, con da ái cũng đẹp á. Con riêu cũng đẹp hết trời. À. Rồi lên nâu đi nè, trời nâu đẹp quá trời. Rồi lên nâu giùm em nha mọi người, đẹp quá trời đẹp luôn á, nâu giùm em nè. Rồi ai chúc nâu lên nâu 69k kaki dày đẹp. Rồi nâu giùm em 69k mà nâu. Nâu 69k của Huyền Trương đi, Huyền Trương chưa ra đơn hả? Dự bị cho Hoàng Thị Thu Vân đi nè. Không có được, Hoàng Thị Thu Vân comment chậm, comment sau rồi. Rồi ghi đi, ghi dự bị cho Hiền Trương đó. Bây giờ mày ngưng, cái là mày dạy là giờ ngưng rồi đó. Rồi ghi dự bị cho Hoàng Thị Thu Vân. Rồi lên riêu giùm em luôn nè. Rồi chúc riêu lên riêu giùm em ha. Rồi ai chúc mã riêu lên riêu giùm em nè. Xịn mất trời. Nó dạng như là cái màu này nó nhạt nhạt đó, nó không phải riêu kia đâu. Rồi lên đơn giùm em ha, 69k mà đây mà riêu đi. Riêu 69k. Riêu giùm em 69k mà riêu. Riêu cho Hiền Trương. Rồi da bò luôn giùm em đi mọi người, ai chúc da bò lên da bò giùm em ha. Rồi 69k mọi người nó sướng. Rồi da bò giùm em nha, ai chúc da bò lên da bò giùm em nè. Da bò. Rồi cái này là hàng trẻ nè. Ôi nó có một con riêu đậm nè. Có nha Phương Lan Ngôi, có nha. Riêu là con trên nè. Rồi con nào con riêu đậm giùm em nè mọi người. Cũng 69k mã riêu đậm nha, ai chúc riêu đậm lên riêu đậm giùm em 69. Rồi riêu đậm giùm em 69k mã riêu đậm. Riêu đậm 69k ha.
Em like cái này nữa đi, rồi em like size, ai muốn hỏi size 33 em like size 33, ai muốn 36 thì em like, nhưng mà em like 33. Rồi lên mã này mã sắm đậm nè, size 32 nha, quần này dạng quần Hàn Quốc nè. Rồi lên mã này giùm em mã sắm đậm. Chút sắm đậm lên sắm đậm giùm em ha. Sắm đậm giùm em nè. Ủa cái này như là 32, 34 đó chứ nó có 33 sao á. Cái này là hàng này size, size chẳng mà 31, 32 rồi là 34 giống có 33. 33, 34 nó cũng ngay, nó cũng giống nhau à. Nó tùy theo chỗ nó có lên 33, chỗ nó có lên 33. 34 nha. Đúng rồi. Rồi em lên 34 nha. 34 có caro đẹp nè. Rồi lên mã này mã caro giùm em nè. Caro này size 34 giùm em nha mọi người. Caro size 34 giùm em, 69k nè. Cái này là chuẩn hàng xốp giùm em nha. Size 34, 33 chút được nha mọi người. Cái con này 34 nhưng mà 33 chút được giùm em nha. Rồi caro giùm em, mã caro xám giùm em ha. 69k caro xám. Caro xám giùm em 69k. Chấm bài đi mọi người. Chốt nè, chốt nữa em nghỉ like. Chốt nữa em nghỉ like, mai em like tiếp nha. Rồi lên đây giùm em mã này, mã caro nâu giùm em size 34. Caro nâu giùm em size 34 nha mọi nha, 69k caro nâu. Caro nâu size 34 giùm em. Bên này bây giờ em không có kéo lên 36 quần lửng đó. Rồi con này con ghi size 34 nè, 33 chốt được giùm em nha. 33, 34 là chốt được nha. 36 hôm nay em không có like nha. Nói chung là ai muốn chốt thì ngày mai đi, chứ bây giờ em like sẵn hàng ở trên kho, em like luôn rồi em nghỉ. Rồi lên ghi giùm em size 34. Ghi giùm em size 34 nha. Không có 33 đâu, nó nhít hơn con phân thôi mọi người. Một size nó nhít hơn có một con rưỡi thôi, một con rưỡi thôi, nó không có ăn thua gì đâu. Xíu xíu vậy em ăn thua. Anh đó là nó không có lên size này nè, nó không có lên size lẻ nữa. À, Sumi Caro, bây giờ mai lên đi, bây giờ lên nhiêu đây thôi rồi mai nha. View cho Hiền Phương nè. Mai, mai Caro đồ là mai lên lại cho, nói chung nó nhiều lắm. Quá trời luôn á. Rồi da bò luôn nè. Rồi da bò giùm em nè, chút da bò lên da bò. Bấm máy hay là cái kia nó bị rớt ra sao mà đơn không ra được à. Rồi da bò giùm em nha, 34 nha mọi người nha. 33, 34 chút được hết cho em nha. Da bò giùm em ha. Da bò giùm em 69k da bò. 33, 34 là chốt được ha, ổn luôn ha. Da bò. Gì? Không ra được hả? Chờ một xíu đó mọi người. Nguyễn Phương Riu nè, da bò của Trang Nguyễn nè. Da bò Trang Nguyễn như vậy cho Huyền Phương luôn. Cái đó là của cái Riu em. Cái đó Riu đúng không? Rồi da bò Trang Nguyễn như vậy cho Huyền Phương. Rồi lên đưa giùm em mã này mã xám, mấy con này đẹp lắm luôn á trời ạ. Rồi lên xám giùm em nha mọi người nha, rất là xịn luôn á, con này đẹp. Rồi xám giùm em cũng 69k thôi nha mọi người nha, mấy con này trẻ trung mà đẹp. Rồi xám 69k giùm em mã xám.
Xám 69k dùm em ai chút xám lên xám. Xám 69k. Rồi lên mạng này dùm em nè, con này nó không phải riêu đâu, nó dạng như màu bò bò vậy đó mọi người. Màu dạng như là người ta gọi là màu cút ngựa đó, nó nói chung là tùy theo vùng người ta gọi á. Rồi lên mạng này mã 1 đại đi cho nó dễ ha. Lên mã 1 dùm em đi mọi người, mã 1 dùm em nha. 69k mã 1, 34 luôn nha mọi người nha. Mã 1 dùm em, 69k mã 1. Lên mã 1 đi mọi người. Trời ơi con này đẹp quá đẹp nha. Đồ xám nó định như màu mai chốt rồi kìa. Rồi con này con mã 2 dùm em ha. Rồi con này con mã 2, mã 1 cho Trang Nguyễn. Rồi con này con mã 2 dùm em nè. Xịn chưa, con này dày kinh khủng luôn. Con này dày xịn đét luôn. Rồi con này con mã 2 dùm em nha mọi người. Mã 2, ai chúc mã 2 lên mã 2. Rồi mã 2 dùm em ha, có 69k thôi mã 2. Mã 2 dùm em, 69k mã 2. Mã 2 đi Huyền Phương. Rồi con này con mã 3 này Huyền Phương mà chồng còn trẻ chút mấy mẫu này nè. Trời mấy mẫu này là VIP luôn á trời. Cái mẫu này xịn đét luôn, đẹp quá trời. Rồi con này con mã 3 dùm em nè. Rồi con này con mã 3. Mã 3 dùm em 69k. Trời mấy con này đẹp quá đi. Mã 3 dùm em ha. Trời đúng một con đen. Trời ơi con đen đẹp nhức nhối luôn nè mọi người ơi. Rồi lên đơn dùm em mã này mã đen dùm em. Trời ơi nó xịn nè. Rồi lên mã đen dùm em nha mọi người nha. Xịn ghê luôn. Rồi mã đen dùm em 69k mã đen. Con này xịn cực kỳ. Rồi ai chúc đen lên đen dùm em 69k mã đen. Rồi đen da Na Phạm. Thì cứ chồng em hay là người nhà em bận xây gì em chút xây đó thôi. Rồi con này mã 5 dùm em. Mã 4. Rồi con này dây kéo nó nè. Trời ơi nó dày. Rồi con này con mã 4 giùm em nha mọi người. Ai chúc mã 4 lên mã 4 giùm em. Trời ơi con này đẹp quá trời. Rồi mã đó mã 4 giùm em nè. Ai chúc mã 4 lên mã 4 giùm em. Rồi em lên con mã 5 nữa em nghỉ like nha mọi người nha. Rồi em lên con mã 5 này nữa em nghỉ like. Rồi mã này mã 5. Mã 4 như Huyền Phương. Rồi em lên con mã 5 nữa. Ai chúc mã 5 lên mã 5 giùm em. Trời ơi, con xám này đẹp lung linh luôn á trời. Mọi người mua đồ kiểu gì thật sự luôn. Nhiều con mà em kêu đẹp mọi người cứ yên tâm đi. Về xấu không trả tiền lại cho khỏi lo. Trời ơi mấy con này xịn đét đẹp giả man không hiểu mọi người. Hay là cái gu của em nó trẻ quá không biết. Thấy mấy con đã làm phái. Rồi ai chúc mã 5 này lên mã 5 nha. Mã 5 còn con nữa hết rồi nha mọi người nha. Rồi em nghỉ like đây. Ở con này mọi người mua đi chứ thôi, muốn mua nữa không có hàng. Không vừa đâu Anna Phạm ơi, 55kg thì sao vừa. 55kg rộng mênh mông size 34. 55kg chỉ có bận size 29-30 thôi. 29-30 tùy theo, mấy đứa nó thích bận rộng bận ôm thôi. 55kg thì phải size 29 rồi vừa. Rồi ok em nghỉ like ha. Vậy chúc ơi chúc luôn mã 5 không? Rồi bye bye mọi người ha. Chúc mọi người ngon hẹn mọi người ngày mai. Bye bye. Em có việc tình nên em nghỉ sớm.